Trong đêm mưa u ám, một cô em mờ lem đang lướt xem một bộ phim thì đột nhiên có một người mặc đồ đen chui ra từ trong bóng tối. Cô gái dường như phát giác được điều gì đó nên lập tức dừng bước chân lại. Nhưng khi cô quay đầu lại thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô gái run rẩy và có chút sợ hãi mà vội vàng tìm danh bạ chuẩn bị gọi cho bố. Chính lúc cô gọi đi thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cô gái hốt hoảng quay người lại, cô sợ hãi ném chiếc ô đi rồi liều mạng bỏ chạy. Còn người mặc đồ đen thì vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, hắn túm lấy tóc cô gái. Cứ như vậy cô gái bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Đợi khi cô tỉnh lại thì đã phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt trên ghế khiến cô rén đến nỗi không ngừng thở dốc. Lúc này người mặc đồ đen liền huýt sáo rồi từ từ đi tới. Cô gái sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, trong miệng còn liên tục phát ra những lời kêu cứu yếu ớt. Nhưng sau đó cô gái đã lập tức về với các cụ, rồi lại bị tên mặc đồ đen cho vào túi ni lông và đem vứt ở bãi rác, mà hôm nay vừa hay lại là sinh nhật của cô. Người bố vẫn đang đợi con gái về để cho cô một bất ngờ. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, ông vui mừng mà cầm điện thoại lên, nhưng khi thấy con gái nói tối nay không về, thì nụ cười trên môi ông dần biến mất. Con gái chưa bao giờ đi qua đêm mà không về nhà, nên ông liền vội vàng gọi lại cho cô. Nhưng dù có gọi thế nào thì cũng không thể gọi được. Lúc này ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp, người bố nhìn ra ngoài, lúc này trời mưa như chút nước. Trong lòng ông liền cảm thấy có gì đó không ổn, do đó ông lập tức chọn báo cảnh sát. Hôm sau phía cảnh sát phát hiện ra thi thể một cô gái ở bãi rác. Sau khi tháo chiếc khẩu trang xuống, họ phát hiện ra hung thủ còn rạch một vết vô cùng lớn trên miệng nạn nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn đó của hung thủ quả thực chẳng khác gì một tên điên cả. Cho dù là bất cứ ai, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đều cảm thấy nổi hết da gà. Phía cảnh sát rất nhanh đã xác định được thân phận của người chết. Cô gái này tên là Jian, sinh viên đại học năm nhất, vào đêm bị soát hẹo cô vừa tròn 20 tuổi, đồng thời hoàn toàn ăn khớp với đặc điểm của cô gái được thông báo mất tích ngày hôm qua. Mà vụ án lần này lại do nam chính Sung Jun của chúng ta phụ trách, sau đó thông qua giám định của pháp y. Hai bên miệng của người chết được cắt cùng một lúc để giống như đang trong trạng thái cười, mỗi vết rạch đều dài 5cm, từ điều này có thể thấy rõ. Hung thủ là người có kỹ thuật dùng dao vô cùng điêu luyện, đột nhiên Sung Jun cầm một con dao phẫu thuật lên và trực tiếp bóp cổ bác sĩ pháp y. Lúc này ánh mắt của anh trở nên vô cùng dữ tợn, rồi dùng con dao khoa tay múa chân trước mặt pháp y. Thì ra Sung Jun đang mô phỏng tâm lý của tên tội phạm để tìm ra một chút manh mối nhằm giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Nhưng thao tác này của anh thực sự khiến chị pháp y cũng phải khiếp sợ, cậu đúng là tên điên mà. Dựa trên tin nhắn cuối cùng của cô gái, Sung Jun đã xác định được mục tiêu ở gần một tòa nhà đổ nát. Sau đó anh liền đến hiện trường, nhưng lại phát hiện ra camera giám sát ở xung quanh đây đều đã bị hỏng. Sau khi khảo sát khu vực xung quanh, anh liền phát hiện ra một chiếc camera ở ngã tư cách đó không xa. Thế là anh lập tức bảo đồng nghiệp đi trích xuất camera giám sát. Lúc này có một anh chàng giao đồ ăn tình cờ đi ngang qua. Thấy vậy Sung Jun tức tốc đuổi theo, nhảy qua bức tường, trực tiếp ép anh chàng đó dừng lại. Anh liền lấy ra bức ảnh của cô gái và hỏi anh ta đã từng nhìn thấy cô chưa. Anh chàng liền lắc đầu và nói rằng không quen người này. Đột nhiên lúc này Sung Jun lại vô tình phát hiện ra trên mũ bảo hiểm của anh có thiết bị ghi lại hành trình. Tiếp đó anh lại tìm đến bạn thân của Ji-eun. Cô bạn thân nói, đêm đó khi họ cùng nhau chơi ở hộp đêm, thì có một tên thiếu gia tài phiệt không ngừng rót rượu cho Ji-eun. Ji-eun không uống, nên tên thiếu gia liền dí dao vào mặt cô. Và vì quá sợ hãi nên cô đã xin về trước. Còn lúc này, tên thiếu gia đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa đồi trụy trong quán bar. Một cô gái lạnh lùng lập tức đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn liền lấy kẹo cao su trong túi ra, rồi bỏ vào trong đồ uống. Tiếp đó liền bưng tới bảo cô gái uống cạn, cô gái trực tiếp từ chối và nói rằng bản thân không thích mùi vị của kẹo cao su. Tên thiếu gia thấy vậy thì lập tức lấy ra một xấp tiền. Hắn cho rằng như vậy có thể dễ dàng xử lý được việc này, nhưng không ngờ được là cô gái căn bản lại không thích một chút nào mà đẩy tên thiếu gia ra. Anh thích thì cứ từ từ mà uống đi. Anh đúng là thằng khốn nạn mà. Hắn túm lấy cô gái và trực tiếp đẩy cô vào tường. Cô cái gì cũng tốt chỉ là cái mồm quá thối đi. Chính vào lúc nguy cấp Sung Jun đã xông vào và lập tức tiết lộ danh tính của mình. Tên thiếu gia thấy anh chỉ là một tên cảnh sát quèn thì lập tức trở nên kiêu ngạo mà đẩy Sung Jun qua một bên. Sung Jun không hề rén mà liền dạy dỗ cho hắn một trận. Sau khi về đồn cảnh sát, Sung Jun lấy bức ảnh ra để hắn xác nhận, nhưng hắn lại kiên quyết phủ nhận bản thân không giết hẹo Jian. Lúc này anh đồng nghiệp cũng tìm được bằng chứng ngoại phạm của hắn. Tên thiếu gia nghe xong thì lại bắt đầu khoe khoang, bố tao là người có tiền đó, chú tao cũng là luật sư của một công ty luật lớn. Mày lại dám đánh tao thành ra thế này, mày tuyệt đối chết chắc rồi. Sung Jun thấy ngứa mặt trước bộ dạng kiêu ngạo của hắn, nên liền đến trước mặt hắn nói rằng, bố tao cũng là thẩm phán đó, thậm chí còn là chánh án tòa án tối cao. Trước khi đi Sung Jun còn không quên cảnh cáo hắn lần nữa. Thậm chí anh tao cũng là thẩm phán đấy thằng khốn. Thông qua thiết bị ghi lại hành trình của anh chàng giao đồ ăn, Sung Jun phát hiện ra một người đàn ông vô cùng đáng ngờ. Tên là Man Chun, anh ta làm việc ở công xưởng của bố nạn nhân, do đó Sung Jun đã một mình tìm đến đó. Nơi đây có đủ loại người, những người công nhân đều dùng dao một cách điêu luyện. Khi Sung Jun tiết lộ thân phận và nói muốn tìm một người tên Man Chun, thì biểu cảm của những người xung quanh đều trở nên vô cùng kỳ lạ và Sung Jun cũng đã phát hiện ra bất thường. Nhưng anh không hề thể hiện ra. Tiếp đó người đàn ông này lập tức gọi điện báo tin cho Man Chun. Khi ông ta vừa cúp máy thì Sung Jun đã xuất hiện ngay trước mặt. Sau khi bị anh gặng hỏi, ông ta đã tiết lộ địa chỉ của Man Chun, đến nơi Sung Jun lẻn vào nhà một mình và lục soát khắp nơi.
nhưng trong phòng không có một bóng người. Đột nhiên Man Chun bất ngờ tấn công từ phía sau. Sau khi đấu đá một hồi lâu, nghi phạm Man Chun cuối cùng cũng bị chế ngự. Trên đường áp giải về đồn cảnh sát, tất cả đều bị một người ở trên con xe cách đó không xa nhìn thấy hết, mà người này lại chính là bố của người đã chết. Nghi phạm Man Chun nộp đơn xin phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn, và thẩm phán trưởng phụ trách vụ án chính là anh trai của Sung Jun. Rất nhanh đã đến ngày xét xử, nhưng khi ở phiên tòa, tên Man Chun lại khai rằng người không phải do hắn giết. Lúc đó quả thực đúng là bản thân đã dí dao vào cổ người bị hại, nhưng đó cũng chỉ là vì để đòi tiền lương mà cha cô nợ mình mà thôi. Lúc đó một chiếc xe màu đen đi qua, cô gái nhân lúc đó mà đẩy hắn ra rồi chạy trốn đến bãi đỗ xe và leo lên chiếc ô tô màu đen. Man Chun nhớ rất rõ trước khi chiếc xe đó khởi động, hắn đã nhìn thấy mặt của người tài xế, mà đó chính là cảnh sát hình sự Sung Jun. Lời vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều náo động hẳn lên. Lúc này tên Man Chun vô cùng kích động, nhìn có vẻ không giống như đang nói dối. Phía cảnh sát lập tức yêu cầu Sung Jun ra hầu tòa với tư cách nhân chứng. Đầu tiên anh cung cấp đoạn video đã được thiết bị ghi hành trình trên mũ bảo hiểm anh chàng giao đồ ăn ghi lại. Từ đây có thể thấy rõ ràng cảnh Man Chun uy hiếp cô gái. Trên con dao của Man Chun đã phát hiện ra vết máu của người chết, cuối cùng chính là người đã may mắn sống sót. Miệng của cô ta cũng chính là Man Chun rạch, và vết dao đó cũng giống hoàn toàn với vết dao trên mặt nạn nhân. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở hiện trường đều tức sôi máu. Trước bằng chứng thép đó, nhưng Man Chun vẫn không thừa nhận bản thân là hung thủ. Rất nhanh bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng, họ đều nhất trí tuyên bố thành lập tội danh của Man Chun. Nghe đến đây, Man Chun vô cùng suy sụp, tại sao lại không có ai tin mình? Do đó hắn tức giận mà cầm bút lên mà đâm thẳng vào ông luật sư bên cạnh, sau đó liền xông đến chỗ thẩm phán trưởng. Chính lúc nguy cấp, hên là Sung Jun xông đến và khống chế hắn ta. Đôi mắt của Man Chun lúc này đầy hung dữ và phẫn nộ, hắn gào lên rằng: "Lũ bồi thẩm đoàn mù các người, hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, bọn mày đều sẽ phải gặp báo ứng vì hành động của mình ngày hôm nay." Trên đường bị áp giải về nhà tù, Man Chun đã lặng lẽ mở mảnh giấy trong tay ra. Không lâu sau, một chiếc xe phân phối lớn lao tới, tiếp đó liền xảy ra tai nạn. Sau đó tên Man Chun thuận lợi trốn khỏi xe. Hắn muốn thực hiện lời tiên tri hắn đã nói trong phiên tòa. Hôm sau trong một khu rừng sâu, cảnh sát lại phát hiện ra một thi thể. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng giống với tên Man Chun, mà người chết chính là một trong những thành viên của bồi thẩm đoàn. Hai cô em Mờ Lem đang chém gió cười đùa trong xe, thì người tài xế lại không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt quái dị. Đột nhiên một chiếc khối phân lao tới, hên là tài xế kịp thời phanh gấp. Tên điên này, người tài xế tức giận mà đạp thẳng chân ga đuổi theo, rồi mắng cho tên lái xe máy một trận tơi bời. Đã vậy miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Hai tên điên này là đang tìm đường chết thì phải." Hai người trong xe lập tức thấy dựng tóc gáy. Người tài xế thấy vậy thì lập tức thay đổi vẻ hung dữ trước đó, giải thích rằng vừa rồi quả thực quá nguy hiểm đi, bản thân chỉ là có lòng tốt nhắc nhở họ chút thôi. Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng quái dị. Cô gái thì thầm với Eun-ki, người tài xế vẫn luôn lén nhìn cô: "Đợi lát nữa cô hãy xuống xe trước." Nhưng ai ngờ được là người hắn lén nhìn lại chính là cô gái đang nói chuyện. Không lâu sau, phía cảnh sát phát hiện ra thi thể một phụ nữ trong một khu rừng hẻo lánh. Miệng của cô đã bị rạch, trên người cũng có nhiều vết bầm tím, và thậm chí móng giả cũng bị gỡ hết ra. Mà người chết lại chính là thành viên bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án giết người vừa rồi. Thông qua giám định của pháp y, trạng thái tử vong của cô về cơ bản rất giống với vụ án trước đó, chỉ có một điểm duy nhất không giống là trước khi chết đã bị đánh đập dã man. Thế là Sung Jun lập tức nghĩ đến Man Chun, vì sau khi bị kết án, hắn đã từng uy hiếp thành viên của bồi thẩm đoàn. Mà lúc này, sau khi bị bắt lại, hắn ta đang được điều trị ở bệnh viện. Sung Jun tức giận xông đến tìm hắn: "Là mày đúng không? Mày là người đã giết Hye Jin phải không?" Nhưng Man Chun lại đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, do đó Sung Jun đã tiến hành điều tra tất cả những người đã đi ăn cùng nhau vào tối đó. Nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng là Eun-ki và cô gái đã cùng lên taxi đi về. Nhưng giữa đường Eun-ki lại xuống xe, thế là Sung Jun lập tức chú ý đến người tài xế, vì ông ta là người cuối cùng đã đi cùng với cô gái. Sau khi tiết lộ thân phận, Sung Jun bắt đầu kiểm tra đồ đạc trên xe của người tài xế. Từ trong cốp xe, anh lấy ra một chiếc áo mưa màu đen và hỏi tài xế chiếc áo mưa này là thế nào. Ông ta liền vội vàng giải thích rằng: "Gần đây thường xuyên có mưa, nên tôi phải mang áo mưa đi phòng." Nhưng anh đồng nghiệp lại phát hiện ra thiết bị ghi lại hành trình trong xe không thấy đâu, thế là ông ta liền giải thích là đã bị trộm mất. Nhưng chính vào lúc đóng cốp xe, San Jun lại phát hiện ra hình xăm trên tay ông ta. Người tài xế nói rằng đây là kiệt tác của anh thời còn trẻ trâu. Sau đó vì không có chứng cứ, nên Sung Jun chỉ đành để ông ta đi. Còn ở bên này, anh trai Sung Hun đang chuẩn bị đi lấy đồ trong xe Sung Jun. Nhưng khi mở cửa xe ra thì lại vô tình phát hiện một chiếc khuyên tai, mà nó lại giống hệt chiếc khuyên tai của người chết trong vụ án chú hề kia. Sau khi về đến nhà, anh rón ra rón rén mở cửa phòng Sung Jun thì nhìn thấy anh đang say giấc. Nhưng khi anh vừa đóng cửa lại thì Sung Jun lại ngồi bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ mà chưa từng thấy trước đây. Đã vậy trong tay còn cầm chiếc móng giả màu hồng. Lẽ nào thật sự như những gì Man Chun nói, hung thủ chính là Sung Jun sao? Ở bên này, sở trưởng mất đi con gái yêu thì đau lòng đến tuyệt vọng, nhưng không ngờ được rằng lúc này vẫn còn nhận được tin nhắn của cô con gái đã chết của mình. Khi ông ấn vào xem thì lại là đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình con gái bị giết mà hung thủ đã quay. Cô con gái sợ đến mức run lẩy bẩy.
và không ngừng xin tha mạng, nhưng người mặc đồ đen vẫn không có ý định tha cho cô. Tiếp đó cô con gái bị trùm một chiếc túi ni lông đen lên đầu, xem đến đây ông tuyệt vọng mà không thốt lên lời. Lúc này ông không dám xem nữa mà thất thần đi vào trong linh đường, khi thấy Sung Jun đang dạy cháu mình chơi còng tay. Đây vốn là một khung cảnh yên bình, nhưng cho đến khi mặt dây chuyền trước ngực Sung Jun bị rơi ra, lập tức khiến ông nhớ đến chuyện 20 năm về trước. Sở trưởng đã từng là viện trưởng của một trung tâm phúc lợi, hôm đó có một cặp chị em được đưa đến. Người chị tên Yeon Jung, người em tên là Yeon Jae, lúc đó tình cờ trước ngực họ đều đeo một mặt dây chuyền như vậy. Trong đó người chị đã bị ông xâm hại đến chết. Sở trưởng liền đi theo Sung Jun, vì ông cảm thấy anh chàng cảnh sát trước mặt này chính là em trai của Yeon Jung. Sau khi về đồn cảnh sát, sở trưởng lập tức lấy hồ sơ của Sung Jun ra xem, nhưng lại không phát hiện ra hồ sơ liên quan đến việc anh được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Do đó ông ta liền sắp xếp cấp dưới đi nghe ngóng về chuyện sợi dây chuyền. Lúc ăn cơm, anh đồng nghiệp nhìn vào sợi dây chuyền của Sung Jun và hỏi anh đã mua nó ở đâu. Sung Jun nói rằng của một cô gái tặng mình, lời vừa nói ra các đồng nghiệp bên cạnh lập tức la ó lên. Họ đều cho rằng Sung Jun có bạn gái và mắng anh là đồ phản bội, nhưng Sung Jun lại nói rằng cô gái tặng dây chuyền cho mình đã mất từ nhiều năm trước rồi. Sau khi sở trưởng nghe được điều đó thì vô cùng sốc, Yeon Jae quả nhiên là Sung Jun. Thế là ông lập tức gọi cho bố của Jiun, ông Baek, hình như tôi đã tìm ra hung thủ rồi. Đó chính là Sung Jun, hung thủ giết con gái ông chính là Sung Jun. Mà lúc này, Man Chun đã hẹn Sung Jun lên sân thượng, đợi sau khi nhân viên bảo vệ đi, hắn trực tiếp quỳ xuống van xin Sung Jun giúp mình. Lúc đó bản thân ông bị người khác xúi dục làm người gánh tội thay cho vụ án mạng đó. Vì con trai bị bệnh nặng và cần tiền phẫu thuật, đối phương đã cảnh cáo hắn rằng nếu bán đứng họ thì họ sẽ ra tay với con trai hắn, nhưng hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tuy nhiên vì hắn 5 lần 7 lượt nói dối nên Sung Jun không muốn tin hắn, tôi có bản ghi âm của hung thủ. Sau khi Man Chun nói với Sung Jun nơi cất giấu đoạn ghi âm thì trên mặt anh liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này anh trai của Sung Jun cũng đến bệnh viện. Anh muốn tìm Man Chun để hiểu rõ tình hình, nhưng ai ngờ được là vừa vào cửa thì Man Chun đã bị người khác đẩy xuống. Nhìn thấy thi thể của Man Chun, anh không thể nào tin được. Anh lập tức chạy lên mái nhà nhưng chỉ nhìn thấy anh cảnh sát bị đánh ngất. Theo những lời anh cảnh sát sau khi tỉnh lại tiết lộ, khi mình lên mái nhà thì nhìn thấy hai người Sung Jun đang nói chuyện gì đó với nhau, nhưng khi anh lại gần thì Sung Jun lại rời đi, sau đó bản thân vừa mới quay người lại thì bị ai đó đánh ngất. Mà lúc này tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với Sung Jun, bất lực cảnh sát chỉ có thể tìm đến người nhà của Man Chun để hiểu rõ tình hình. Chính lúc anh lên đến lầu thì phát hiện ra cửa an ninh không khóa, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề anh vội vàng lấy súng ra nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. Lúc này Sung Jun đang cầm con dao cắm chặt vào ngực người phụ nữ. Đây là trại trẻ mồ côi nhưng lại giống như một nhà tù. Trẻ em ở đây hàng ngày đều phải làm những công việc nặng nhọc. Nếu làm việc chậm một chút thì sẽ bị quản giáo đánh đập. Còn mọi người thì chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn vì dù gì họ cũng đều chỉ là trẻ con. Họ cũng đã từng nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng khi chạy trốn, vì không quen thuộc địa hình nên có người đã vô tình thiệt mạng. Và cũng có người thì bị xe đâm chết, còn những người bị bắt về thì không thể nào thoát khỏi việc bị đánh đập một cách dã man. Sung Jun và anh trai cũng đã từng trải qua chuyện đó. Mà viện trưởng quản lý trại trẻ mồ côi này lại chính là ông Baek, người vừa mất đi đứa con gái yêu quý của mình. Lúc này Sung Jun chuẩn bị lái xe trốn khỏi sự truy bắt của đồng nghiệp, nhưng vừa đi không được bao xa thì lại bị một chiếc xe chặn lại. Đột nhiên có người tấn công anh từ phía sau và khiến anh bất tỉnh. Đợi khi anh tỉnh lại lần nữa thì viện trưởng nằm đó. Ông Baek đang ở trước mặt anh, cậu tỉnh rồi sao? Cảnh sát hình sự Sung Jun. Không đúng, bây giờ nên gọi cậu là Yeon Jae mới phải. Ông ta nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ Sung Jun, xác nhận anh chính là Yeon Jae năm đó, than thở suýt nữa đã coi kẻ thù là ân nhân của mình. Sau đó ông ta liền lấy dao ra chuẩn bị báo thù thay cho con gái mình. Không ngờ được rằng thân là cảnh sát hình sự, cho dù đã bị trói cả hai tay, nhưng Sung Jun cũng vẫn thoát được khỏi đó và chạy ra ngoài. Anh liều mạng bỏ chạy, cuối cùng đến bên một vách núi. Chính vào lúc này đám người lão Baek cũng đuổi đến. Lần này ông cũng chưa chắc có thể bắt được tôi vì tôi khó sơ lắm. Cứ như vậy Sung Jun nhảy xuống dưới. Lão Baek cũng vì thế mà tức đến điên người, lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ đi xuống tìm. Còn Sung Jun mặc dù đã bị thương khắp người, nhưng anh vẫn sống sót. Anh cố nén cơn đau đến bốt điện thoại gọi cho Eun Ki. Vì dù gì mình cũng đã từng cứu mạng cô, nghe thấy Sung Jun gọi tới. Eun Ki vô cùng sốc vì vừa rồi cô mới lướt được tin Sung Jun bị truy nã. Có điều cô không tin anh là hung thủ. Do đó cô đã lái xe đến chỗ bốt điện thoại, nhưng sau khi xuống xe thì phát hiện không có ai, thấy vết máu trên bốt điện thoại. Cô thực sự vô cùng sợ hãi và bắt đầu tìm kiếm Sung Jun. Đột nhiên chân cô không biết đã bị thứ gì đó chạm vào. Sau khi nhìn kỹ hơn, cô thấy một cái chân lộ ra ngoài. Eun Ki lấy hết dũng khí mở tấm bạt ra mới phát hiện ra Sung Jun trên người toàn vết thương. Sau đó cô đỡ anh lên xe. Lúc này một chiếc ô tô đang lao về phía họ từ xa. Sung Jun lập tức ý thức được nguy hiểm và không sai, người đến chính là lão Baek đang tìm kiếm anh. Nhìn thấy vết máu trên bốt điện thoại, lão ta chắc chắn Sung Jun đang ở gần đây. Lúc này chiếc xe ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của lão ta. Lão lập tức khám xét chiếc xe, nhưng trong chỗ lái lại không có người. Sau khi đèn pin dọi về phía sau, lão Baek nhìn thấy một người đang dùng áo đen che đầu. Lão ta lập tức rút dao ra rồi kéo mạnh cửa xe.
Giật chiếc áo xuống thì ra lại là một cô gái đang ngủ mê man. Eun Ki giả vờ đang đợi tài xế đến lái xe, chuẩn bị móc chìa khóa ra đưa cho lão Baek. Thế là nhờ vào diễn xuất đỉnh cao này đã thành công đánh lừa được lão ta, và thế nên Sung Jun mới được cứu. Sau chuyện đó, anh nói với Eun Ki là mình bị vu oan, bây giờ chỉ có thể tạm thời ở lại đây, đối diện với ân nhân cứu mạng mình. Eun Ki đã lựa chọn tin tưởng anh, Sung Jun nhờ Eun Ki giúp đưa tin cho anh trai mình, vì bây giờ chỉ có anh trai mới có khả năng giúp anh rửa sạch oan ức này. Hôm sau Eun Ki đến tòa án, cố tình đụng phải anh trai Sung Hun, rồi nhặt chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn lên và đưa cho anh, nhưng sau khi vào nhà vệ sinh, anh trai nhìn thấy mảnh giấy thì lại bất ngờ giao nó cho anh cảnh sát đang truy bắt Sung Jun. Phía cảnh sát liền giăng bẫy, ngay đến cả đồng nghiệp của Sung Jun cũng phải thở dài. Mặc dù đây chỉ là những gì tôi nghĩ, nhưng người đó chắc chắn không phải anh em ruột với Sung Jun. Lời vừa dứt thì Sung Jun đã xuất hiện rồi trực tiếp đi thẳng về phía anh trai. Đột nhiên đội trưởng gián điệp lại ném điện thoại xuống, điều này khiến Sung Jun lập tức trở nên cảnh giác. Một đồng nghiệp khác lập tức bấm còi và mọi người đồng loạt lao tới. Sung Jun ý thức được anh trai bán đứng mình nên trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Anh nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, khi băng qua một con hẻm thì lại gặp anh đồng nghiệp Seok-gu, nhưng hai người Seok-gu lại cố tình cúi đầu vì họ tin Sung Jun không thể nào là hung thủ. Sau khi chán nản trở về nhà, Eun Ki hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Sung Jun thất vọng nói rằng anh trai sẽ không giúp mình, nhưng Eun Ki lại thở dài một hơi mà nói rằng hình như anh nói sai rồi. Sung Jun quay đầu lại nhìn, anh trai đang từ từ đi tới phía anh. Thấy vậy anh liền kích động mà đứng dậy, một cô em rem say khướt đi từ quán bar ra. Nhưng không ngờ được là lại bị tên tài xế khốn nạn để mắt đến, hắn ta lập tức lái xe tới. Cô gái liền loạng choạng bước lên xe mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Trong lúc lái xe thông qua kính sau, tên đàn ông xảo quyệt nhìn thấy cô gái đã say đến bất tỉnh nhân sự thì trong lòng liền nảy ra ác ý. Hắn lái xe khỏi đường lớn đến một chỗ hẻo lánh. Đợi khi cô gái tỉnh lại thì mới phát hiện ra xung quanh có chút kỳ lạ, mà lúc này lại không thấy bóng dáng người tài xế đâu nữa khiến cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đột nhiên cửa xe bị mở ra. Thả tôi ra, người mặc đồ đen liền kéo cô vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Eun Ki nhận được cuộc điện thoại là cô gái kia gọi đến. Eun Ki mau đến cứu tôi. Đợi đến khi Eun Ki đến thì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Tiếp đó Eun Ki tìm thấy cô gái trong đống lá khô, lúc này khắp người cô chẳng chịt vết thương. Hên là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi bị cảnh sát truy hỏi, cô lại không nhớ bất cứ điều gì hết, khiến cảnh sát hình sự rất bất lực. Chính lúc đang chuẩn bị rời đi, hình xăm trên cánh tay tên khốn nạn đó có hình xăm, cô gái nhớ lại trước lúc hôn mê. Hung thủ không ngừng gãi cánh tay của mình, cho nên điều cô nhớ nhất chính là hình xăm trên cánh tay của hung thủ. Tiếp đó cô liền vẽ lại hình xăm giống như con nhện. Eun Ki chụp lại và đưa cho Sung Jun. Sau khi nhìn thật kỹ, Sung Jun nói bản thân đã nhìn thấy hình xăm này trên cánh tay của tên tài xế Choi. Tiếp đó anh nhìn lại bức ảnh cô gái bị thương và phát hiện ra thủ đoạn rất giống với khi hung thủ ra tay giết con gái của sở trưởng. Sung Jun nghi ngờ hung thủ rất có khả năng chính là tài xế Choi. Nhưng anh trai lại nói rằng muốn chắc chắn tên tài xế đó là hung thủ, chỉ dựa vào mấy bức ảnh này vẫn chưa đủ kết luận mà phải cần tìm ra bằng chứng thuyết phục mới được. Câu nói này khiến Sung Jun bừng tỉnh, anh đột nhiên nhớ ra mình đã từng đến hiện trường Hye Jin bị sát hẹo và nhặt được một chiếc móng giả bị gãy rồi giao lại cho pháp y giám định. Sung Jun âm thầm đến tìm pháp y nhưng lại dọa cô suýt tè ra quần, vừa nhìn thấy là Sung Jun. Chị pháp y lập tức khôi phục lại biểu cảm rồi mắng cho anh một trận lên bờ xuống ruộng, cái tên chết bầm nhà cậu, lâu vậy rồi mà không thèm đến thăm tôi. Sung Jun lập tức vào chuyện chính, hỏi cô kết quả giám định chiếc móng giả lần trước đã có chưa. Chị pháp y nói từ chiếc móng giả không thể xác định được DNA. Nói cách khác là Sung Jun đã xóa bỏ được nghi ngờ là hung thủ. Tiếp đó anh liền đem kết quả giám định đặt trên bàn đội trưởng, nhưng không ngờ được là lại bị thân tín của ông sở trưởng nhìn thấy. Sau khi xem xét xung quanh không có người, anh thân tín đã giao báo cáo lại cho sở trưởng và nói rằng nghi phạm cũng muốn can thiệp vào cuộc điều tra. Sau khi xác nhận không có ai biết nữa, sở trưởng dặn dò anh ta không thể để người thứ ba biết chuyện này và hạ lệnh tiếp tục truy bắt Sung Jun, nhưng sở trưởng cũng thấy mơ hồ. Lẽ nào con gái mình bị người khác giết? Lúc này tài xế Choi đang chuẩn bị đem rượu soju về nhà, thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng huýt sáo. Hắn từ từ dừng lại quay đầu lại nhìn thì lại không nghe thấy tiếng huýt sáo nữa. Tên tài xế không hề để ý mà đi thẳng lên lầu, mà không biết rằng có một người mặc đồ đen đang đứng dưới lầu. Tài xế Choi đang ngồi trong nhà uống soju, nhìn vào biểu cảm có thể thấy dường như đang mong đợi điều gì đó. Mà lúc này Sung Jun cũng đến dưới lầu, vừa lên trên anh liền phát hiện ra cửa đang mở. Khi anh vừa đi vào thì nhìn thấy tài xế Choi đã sớm gục trên vũng máu rồi. Chính lúc Sung Jun đang nghi ngờ thì điện thoại của tên tài xế đột nhiên reo lên, là In Seong, thành viên của bồi thẩm đoàn gọi đến. Còn Sung Jun thì không hề nói lời nào. Lúc này sau khi biết tin cảnh sát đã đến hiện trường, Sung Jun vội vàng trèo qua cửa sổ bỏ trốn. Sau khi về đến nhà Eun Ki, Sung Jun đưa điện thoại cho anh trai và từ trong điện thoại anh đã tìm được một đoạn ghi âm bí ẩn, mà thời gian vừa hay lại là trước lúc tên tài xế bị sát hẹo. Quả nhiên không ngoài dự tính, là mày sao, người ở tòa án ngày hôm đó, trong phiên tòa, tao vô tình liếc mày một cái, thì đã biết mày nhận ra lão Baek rồi, lúc đó lũ chúng mày gọi lão ta là chó điên, thấy mày nhìn chằm chằm vào chó điên và vết sẹo trên cánh tay là tao đã biết rồi. Thì ra mày là số 7 trong trung tâm phúc lợi năm đó. Lời vừa dứt, người mặc áo đen liền cho tên tài xế một cú tiễn, hắn đi gặp Diêm Vương luôn.
Đoạn ghi âm này đã xác nhận rằng hung thủ nằm trong số những thành viên của bồi thẩm đoàn. Hung thủ rốt cuộc là ai thì vẫn còn là một ẩn số. Hơn nữa, nghi phạm lớn nhất là tài xế Choi trước đó cũng đã bị loại trừ. Theo bản ghi âm, Sung Jun mô phỏng lại bước đi của nghi phạm và phát hiện ra nghi phạm là một tên què. Anh lập tức nghĩ đến anh chàng đeo kính thành viên trong bồi thẩm đoàn. Không phải anh ta đi khập khiễng hay sao? Lẽ nào hung thủ là anh ta? Tìm ra hung thủ rồi. Sau khi về đến nhà Eun Ki, nhưng cô lại nói anh chàng đeo kính đó lại không hề có vết sẹo như trong bản ghi âm nói. Thế là ba người lại rơi vào trầm tư. Đột nhiên Eun Ki nghĩ được ra điều gì đó. Trong bữa tiệc sau phiên tòa xét xử Man Chun, quản lý An có hành động vô cùng kỳ quái. Lúc đó vì chuyện Hye Jin chụp ảnh mà đã nảy sinh mâu thuẫn, cuộc tranh cãi của họ đã thu hút sự chú ý của Eun Ki. Chân của anh cũng là bị què một bên và trên cánh tay cũng có một vết thương. Cứ như vậy anh chàng đeo kính đã bị loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm sau khi đã xác nhận hung thủ. Sung Jun lập tức đứng dậy muốn đi bắt hắn nhưng lại bị anh trai ngăn lại. Chỉ dựa vào bản ghi âm này vẫn chưa đủ để chứng minh sự trong sạch của Sung Jun. Thế là anh trai chuẩn bị một mình đi tìm quản lý An. Eun Ki vô cùng lo lắng mà đuổi theo anh ra ngoài và hỏi xem anh có cần giúp không. Nhưng Sung Hun lại nói đừng lo lắng, đừng tin bất cứ ai, bất luận là Sung Jun hay là tôi. Eun Ki liền đứng hình mất 5 giây, lẽ nào Sung Hun thực sự là hung thủ mà mọi người nghi ngờ sao? Nhưng anh trai vừa đi không bao lâu thì sau khi Eun Ki ngủ, Sung Jun lại lặng lẽ ngồi dậy, trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra vẻ khủng bố đáng sợ đó. Hôm sau quản lý An đến đồn cảnh sát tự thú, nói rằng tài xế Choi là do mình giết. Nhưng khi phía cảnh sát nói với anh rằng tài xế Choi vẫn chưa chết thì anh lập tức trở nên vô cùng kích động. Sao tên điên đó vẫn còn sống chứ? Tên tài xế Choi đó tuyệt đối không thể sống được, tuyệt đối không thể để hắn ta sống tiếp. Do tài xế Choi không hề nguy hiểm đến tính mạng nên phía cảnh sát liền thả quản lý An ra. Nhưng không ngờ được là vừa đi ra ngoài cổng đồn cảnh sát thì lại bị hai người bám theo sau. Tiếp đó họ trực tiếp kéo quản lý An lên xe đưa anh đến một nhà xưởng bỏ hoang. Thì ra là lão Beck. Lão cũng đã phát hiện ra quản lý An là đứa trẻ thứ 7 của trung tâm phúc lợi. Lão Beck túm lấy quản lý An, uy hiếp anh nói ra tin tức về Sung Jun rồi lão sẽ để anh đi. Nhưng không ngờ được là quản lý An lại cười lớn vì cảnh này khiến anh nhớ đến 20 năm trước. Lão ta cũng làm như vậy để bắt anh bán đứng bạn bè. Lúc đó anh đã tin lão ta, nhưng cuối cùng lão đã giết bạn bè của anh. Và chuyện này đã khiến anh phải day dứt cả đời. Do đó anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm và bán đứng bạn mình nữa. Thế là lão ta liền tức giận mà trực tiếp bảo thuộc hạ chôn sống anh. Nhưng hôm sau cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, quản lý An đã cởi trói và chạy trốn khỏi đó. Chắc chắn đã có người cứu anh đi, liệu người này có phải là Sung Jun? Lúc này anh trai âm thầm tìm đến tài xế Choi, nói rằng trong đoạn ghi âm sau khi quản lý An đi anh phát hiện ra còn có người khác đến và hỏi người đó là ai. Thì ra sau khi quản lý An đi không lâu thì tài xế Choi đã tỉnh lại. Chính vào lúc này một người mặc đồ đen đã xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp đó người đó lại đập cho hắn một cái ngất ngay tại chỗ. Tài xế Choi nói rằng anh ta chính là số 13. Lúc này tài xế Choi đã nhìn rõ mặt Sung Hun, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Còn Sung Hun thì lại nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ lạ. Và cứ như vậy, tài xế Choi đã bị ánh mắt đó dọa cho đắp chiếu tại chỗ. Lúc này lão Beck đi lên chuẩn bị đến thăm tài xế Choi, thì vừa hay lại đụng mặt Sung Hun đi xuống dưới. Khi lão ta đến phòng tên tài xế thì phát hiện ra hắn đã về với các cụ. Vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai? Vào lúc nửa đêm, một bà đồng đang ngồi trong rừng sâu, trong miệng không ngừng niệm chú. Đột nhiên một cơn gió ập đến, những ngọn nến xung quanh lập tức bị dập tắt. Bà đồng lập tức cảnh giác không ngừng quan sát xung quanh. Lúc này một nhóm người đi đến, trong đó có một cậu bé liều mạng hét lớn với bà đồng cầu xin bà cứu họ, nhưng bà đồng hèn nhát lại lựa chọn im lặng. Tuy nhiên khi bà nhìn thẳng vào ánh mắt của Eun Jae thì toàn thân bất giác run rẩy dữ dội. Đến khi đứng dậy lần nữa, vẻ mặt bà đồng trở nên vô cùng kỳ lạ. Bà xông đến bên đám người run rẩy mà chỉ thẳng vào Eun Jae, đứa trẻ đó phải giết chết nó, nếu như để nó sống thì ông sẽ phải chết, tất cả đều sẽ chết, nhất định phải giết đứa trẻ đó. Đột nhiên biểu cảm của Eun Jae liền thay đổi, ánh mắt cậu ngập tràn sát khí. Tiếp đó bà đồng tỉnh lại từ trong mơ rồi hít một hơi thật sâu. Hên là đó chỉ là mơ thôi, bà thuận tay lấy bát nước lạnh bên cạnh lên uống để xoa dịu cơn sốc. Nhưng vừa uống một ngụm, trong bát lại là thứ nước màu đỏ khiến bà đồng sợ đến mức suýt nữa thì tắt thở. Mà lúc này Sung Jun cũng đã đến nơi ở của quản lý An. Xem có thể tìm được chút manh mối nào không. Anh mở cửa ra thì bên trong không một bóng người, nhưng bức thiệp mời dính đầy máu trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Khi anh cầm lên xem thử thì chính là thiệp cưới của con gái bồi thẩm đoàn Kang Yang Ki. Thì ra hôm nay là ngày cưới của con gái ông Kang. Sung Jun dường như có linh cảm sắp xảy ra chuyện lớn, hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Kang Yang Ki vui vẻ đến mức không ngậm được mồm và tất cả thành viên của bồi thẩm đoàn cũng đều ở đó. Chính lúc mọi người đang háo hức chờ đợi đám cưới của con gái ông Kang thì Eun Ki lại nhìn thấy quản lý An cũng ở hiện trường. Thế là cô lập tức đứng dậy đi theo anh, nhưng không ngờ được là vừa ra đến đại sảnh thì lại không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Do đó Eun Ki liền nói chuyện này cho Sung Jun biết. Sau khi biết tin, Sung Jun lập tức đến hiện trường hôn lễ. Tiếp đó có ai đó đổ bột trắng vào trong ly rượu, mà đó lại chính là ly rượu dành riêng cho Kang Yang Ki và vợ ông. Nhân viên phục vụ bưng thẳng hai ly rượu đến bàn ông Kang. Sau đó ông liền bưng ly rượu lên bày tỏ sự cảm ơn đối với người thân bạn bè rồi uống cạn ly rượu. Rất nhanh ông Kang đã bắt đầu cảm thấy không khỏe và cố gắng hết sức ôm lấy cổ họng.
Tất cả mọi người ở hội trường đều đơ tại chỗ và đứng trơ mắt nhìn ông gục dưới đất, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này Sung Jun cũng chạy đến và đã nhìn thấy bóng dáng của quản lý An trong đám người đó. Anh vội vàng đuổi theo quản lý An, nhưng không ngờ được là lại nhìn thấy anh trai mình. Khi anh đuổi theo xuống tầng hầm thì cũng không thấy bóng dáng anh trai đâu nữa. Đợi đến khi anh quay lại hội trường lần nữa thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến người khác dựng tóc gáy. Con gái ông Kang gục trên vũng máu, trên mặt cũng có hai vết dao rạch. Mà lúc này anh trai Sung Hoon đang rửa sạch vết máu trên tay trong phòng tắm. Hung thủ lẽ nào thực sự là anh sao? Người phụ nữ đơn thân mang thai này đang trên đường về nhà thì cảm thấy toàn thân khó chịu. Khi cô nhìn xuống dưới thì thấy nước ối đã bị vỡ. Cô đưa mắt nhìn nhà vệ sinh công cộng phía đối diện. Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng, chính lúc cô đang băng qua đường thì một chiếc xe đang phi đến. Hên là không có gì nguy hiểm, nhưng sau đó quản lý An hiện đang là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại ông Kang. Thông qua camera giám sát, phía cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra anh, thế là họ nhanh chóng phát động cuộc truy bắt. Seok-gu âm thầm báo tin này cho Sung Jun biết, và anh quyết định tìm quản lý An đối chất. Lúc này một chiếc xe xuất hiện chặn trước mặt anh, thì ra là Sung Hoon. Anh đến vì muốn cùng điều tra với Sung Jun, tiếp đó họ liên lạc với Eun Ki. Sau khi qua điều tra, cô đã phát hiện ra một địa chỉ, rất nhanh dựa theo địa chỉ đó, họ tìm được một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại chính là bà bầu đã được quản lý An cứu, cũng vì vậy mà anh đã bị khuyết tật. Sau đó anh vẫn thường xuyên giúp đỡ họ và cho cô một mái nhà. Nghe đến đây Sung Hoon cảm thấy quản lý An không giống người xấu, còn Sung Jun bên cạnh thì đang nhìn cậu nhóc đang chơi đùa. Lúc này anh lập tức nhớ lại một vài chuyện trước đây, bản thân hình như cũng đã từng chơi đùa như vậy, lúc đó lại còn bị trượt chân mà ngã xuống. Nghĩ đến đây Sung Jun lập tức xông về phía đứa bé rồi ôm thật chặt cậu trong vòng tay. Mẹ đứa bé bị dọa cho hoảng hồn một phen mà chạy đến đẩy Sung Jun ra. Lúc này Sung Jun mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy xin lỗi. Trên đường về Sung Jun không hề nói một lời nào, ban đầu rốt cuộc bản thân đã trải qua chuyện gì. Cùng lúc đó Eun Ki liên lạc với nhân viên chăm sóc ở trại trẻ mồ côi. Người nhân viên đó nói rằng quản lý An đã đến một nơi gọi là trung tâm phúc lợi hy vọng. Sau khi cúp máy, Eun Ki lập tức bắt đầu lên mạng tìm kiếm và ghi lại tất cả các viện phúc lợi đáp ứng yêu cầu. Tối đó cô đem chuyện này nói với hai anh em Sung Jun. Sung Jun chuẩn bị hôm sau sẽ đến đó hỏi thăm, nhưng sáng hôm sau khi Eun Ki đến bệnh viện đón Iuna thì nhận được điện thoại của Seok-gu nói rằng đội trưởng sẽ đến nhà cô để kiểm tra bất ngờ. Thế là Eun Ki vội vàng về nhà đánh thức Sung Jun đang say giấc dậy. Nhưng không ngờ được là Iuna lại cũng theo tới, nhìn thấy hành động thân mật của hai người thì cho rằng hai người có gì đó, nên bắt đầu hỏi rõ mọi chuyện. Iuna hỏi cô tại sao lại giấu hung thủ giết người ở trong nhà, đã vậy còn đe dọa sẽ báo cáo cảnh sát. Hên là Sung Hoon kịp thời đến, dùng Mỹ Nam kế nên mới giải quyết được chuyện này. Sung Jun vừa trốn đi thì đám cảnh sát hình sự đến nhà Eun Ji, mấy người đội trưởng trực tiếp xông vào. Hên là cô đã sớm có chuẩn bị, còn cảnh sát thì không phát hiện ra Sung Jun, thì ra đội trưởng điều tra ra Seok-gu hay dùng điện thoại liên lạc đến đây. Eun Ki giải thích rằng đó là điện thoại của mình, bây giờ cô và Seok-gu đang hẹn hò với nhau nên có liên quan không phải rất bình thường sao, và do đó mới có thể đuổi được đội trưởng đi. Tối đó sở trưởng hẹn gặp lão Baek, trách lão ta sao không xử lý êm đẹp chuyện này, và nói rằng bản thân thả quản lý An đi chính là vì để dẫn dụ Sung Jun. Bây giờ thì hay rồi, lại còn thêm hai mạng người nữa, sao lại không bắt tay trừ khử tên Sung Jun chứ. Nhưng lão Baek lại nói lần này người chết là lão Kang, cũng là người giao hàng năm đó của trung tâm phúc lợi, chuyên cung cấp đồ ăn cho căng tin để lấy tiền hoa hồng. Nghe đến đây sở trưởng lập tức tái mét mặt. Lẽ nào hung thủ muốn báo thù tất cả người ở trung tâm phúc lợi sao? Còn ở bên này quản lý An đang trốn dưới cầu thì đột nhiên phát hiện ra người áo đen xuất hiện trước mắt. Anh vẫn chưa biết mình sắp được về với các cụ. Hôm đó cảnh sát hình sự Sung Jun vừa nhận được một tin nhắn bí ẩn. Khi anh nhấp vào liên kết để xem thì lại nhìn thấy video quản lý An bị siết cổ bằng dây thừng mà phía sau còn có đồng hồ hẹn giờ. Cứ mỗi tiếng trôi qua, sợi dây thừng trên đầu sẽ thắt chặt thêm một nấc nếu như muốn cứu người. Vậy thì phải tìm được vị trí cụ thể. Phía cảnh sát dò ra được địa chỉ IP của người gửi chính là ở một quán bar, nhưng khi đến hiện trường thì ở đây đã không còn một ai hết. Lúc này đồng hồ đã qua 6 tiếng, dây thừng lại thắt chặt hơn nữa, quản lý An bị giày vò đến mức sắp tắt thở. Thế là anh chỉ có thể đứng lên chiếc ghế bên cạnh để thở gấp một lát. Đột nhiên từ trong video Eun Ki phát hiện ra manh mối. Sung Jun lập tức lại gần nghe, hình như là tiếng chuông, cảm giác như âm thanh của đồng hồ treo tường. Sung Jun đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi lại cầm đoạn ghi âm trong điện thoại tài xế Choi lên mở lại giống hệt nhau. Thế là hai người lập tức đến nhà tài xế Choi. Sau khi mở cửa, Sung Jun trực tiếp chạy về phía quản lý An, nhưng sau đó anh lại phát hiện ra có gì đó sai sai. Anh liền ngẩng lên nhìn, thì ra lại là một con ma nơ canh, thời gian chỉ có lại 4 tiếng nữa. Dây thừng lại lần nữa siết chặt hơn, quản lý An không thể ngồi được nữa mà chỉ có thể đứng dậy. Anh sợ đến mức tè ra cả quần, sau đó anh tuyệt vọng mà nhìn ra xung quanh và ý thức được rằng rất có khả năng mình sẽ phải chết ở đây. Do đó anh liền nhìn thẳng vào ống kính và nói ra những lời mà anh đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm qua. Sung Jun, vào ngày này của 20 năm về trước là mình đã bán đứng cậu, mình đã âm thầm nói kế hoạch bỏ trốn của cậu cho Baek Moon Kang biết. Vì lúc đó mình chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục đó. Xin lỗi Sung Jun, mình cũng không muốn như vậy. Lời quản lý An vừa dứt thì sợi dây thừng lại bắt đầu siết chặt hơn.
Nếu như vẫn không cứu anh thì anh sẽ bị xiết cổ đến chết mất. Còn ở bên này, thành viên của bồi thẩm đoàn cũng đang xem đoạn video đó. Lúc này điện thoại của anh chàng đeo kính liền reo lên, nhưng anh lại lo lắng mà trực tiếp cúp máy. Đột nhiên tấm vải nền trong video rơi xuống, thứ đập vào mắt bây giờ lại là một dãy số lạ. Họ phóng to ra nhìn, những con số này vô cùng kỳ lạ. Ông chú quản lý cấp cao dường như đã lĩnh ngộ ra được điều gì đó, nên đã nhanh chóng quay về bàn làm việc rồi lấy từ ngăn kéo ra một cuộn băng video, sau đó liền lén lút đi vào nhà vệ sinh vừa xem vừa bật khóc. Lúc này Ưng Ki cũng điều tra ra được trung tâm phúc lợi mà quản lý An đã từng ở. Sau khi Sung Jun biết được thì nhanh chóng đến đó, nhưng khi anh đến trước cổng trung tâm phúc lợi, nhìn thấy tấm biển đó thì đầu anh liền cảm thấy choáng váng và có một giọng nói liên tục gọi anh, cậu thực sự không nhớ nơi này sao? Lúc này thời gian cuối cùng của quản lý An chỉ còn 24 phút, Sung Jun cố nén cơn đau mà chạy vào trong trung tâm phúc lợi và tìm kiếm từng phòng một. Đột nhiên người áo đen xuất hiện rồi dùng kim tiêm đâm vào cổ anh, khiến tầm nhìn của anh lập tức trở nên mơ hồ. Thấy tên áo đen định chuồn, anh liền bước theo một cách yếu ớt. Mà lúc này quản lý An đã bị treo cổ, nhưng Sung Jun vẫn không từ bỏ việc bắt tên mặc đồ đen. Tên điên kia, mày mau đứng lại cho tao. Người mặc đồ đen kia rốt cuộc là ai chứ? Còn hắn ta thì từ từ đi xa dần. Nhưng gót giày của hắn lại thu hút sự chú ý của Sung Jun, vì đây chính là manh mối lớn nhất về nghi phạm. Chính vào lúc này, Sung Jun bị đánh thức bởi một tiếng hét lớn. Men theo tiếng hét đó, anh tìm thấy anh trai đang giải cứu quản lý An. Hai người hợp sức thả quản lý An xuống thì mới phát hiện ra anh đã tắc thở rồi. Vậy là lại một người nữa chết thảm. Sung Jun đã hoàn toàn kích động, do đó anh liền quay người đi tìm hung thủ, nhưng không ngờ được là lại đụng mặt lão Bích. Hai bên không nói lời nào mà trực tiếp khai chiến. Sau một màn đấu đá kịch liệt, hai anh em tay không tấc sắt đã bị kẻ địch bắt lại. Lão Bích lấy xích sắt nặng hàng chục kg trực tiếp siết chặt cổ Sung Jun, vì lão ta cũng muốn để Sung Jun nếm thử sự đau khổ khi tận mắt chứng kiến người thân mất đi. Thấy anh trai đang gặp nguy hiểm, Sung Jun liền vùng lên thoát khỏi sự kìm kẹp và đâm mạnh vào lão Bích. Lúc này phía cảnh sát cũng đến hiện trường và đã nhanh chóng bao vây tất cả mọi người. Trong phòng thẩm vấn, Sung Jun không ngừng nhớ lại bộ dạng của tên mặc đồ đen, cảm thấy người đó vừa bình tĩnh lại vừa tự tin, và kiểu dáng đế giày của hắn vẫn còn hiện ra trước mắt anh. Khi anh đang nhập tâm suy nghĩ thì cảnh sát Kang đi vào. Sung Jun vội vàng quan tâm đến vết thương của anh trai, còn đội trưởng Kang thì lại không ngừng cười nhạo anh đúng là một thằng em tốt, và bảo anh hãy nghĩ kỹ xem tại sao họ lại biết vị trí của anh. Ở bên này, sở trưởng đánh lạc hướng nhân viên quản lý rồi đến gặp riêng lão Bích, chất vấn lão ta tại sao kế hoạch giết Sung Jun lại thất bại rồi. Nhưng không ngờ được là lão Bích lại túm lấy cổ áo sở trưởng uy hiếp ông thả mình ra, nếu không thì sẽ kéo theo ông chết cùng. Sau khi bị uy hiếp, sở trưởng liền tìm đến đội trưởng Kang bảo anh tìm cơ hội trừ khử lão Bích. Anh nghe xong thì đơ luôn tại chỗ, mà nói rằng bản thân sao có thể giết người được. Nhưng ai ngờ được là sở trưởng lại cười phá lên, đây cũng không phải lần đầu cậu giết người. Thì ra hiện trường vụ sát hẹo vợ Man Chun chính là bằng chứng đội trưởng Kang ngụy tạo để biến Sung Jun thành kẻ giết người. Trước khi rời đi, họ phát hiện ra có nhân chứng ở hiện trường, mà đó chính là con trai của Man Chun. Do đó trong đầu anh liền nảy ra ác ý. Đối diện với sự uy hiếp của sở trưởng, đội trưởng Kang chỉ đành thỏa hiệp. Anh đưa lão Bích vào nhà vệ sinh, khi thấy xung quanh không có ai, anh liền cởi còng tay cho lão ta. Nhưng ai ngờ được là vừa mở còng ra thì lão Bích liền túm lấy đầu đội trưởng Kang trực tiếp đập vào bồn rửa tay. Cú va chạm mạnh như vậy khiến đội trưởng Kang rất nhanh đã đắp chiếu tại chỗ. Sau đó lão Bích lại đến phòng thẩm vấn mà Sung Jun đang ở đó, rồi nhân lúc anh không phòng bị mà thắt chặt cổ anh. Sung Jun bị siết cổ đến mức chỉ còn thoi thóp thở, sau một lúc thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này Sung Jun đã đem đoạn video do flycam ghi lại được giao cho cảnh sát. Thông qua đoạn video, phía cảnh sát phát hiện ra người đã đẩy Man Chun xuống dưới lại chính là lão Bích. Sau đó lão ta lại đến nhà của Man Chun giết hẹo vợ của anh ta. Thế là mấy người lập tức ý thức được Sung Jun đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi họ đến phòng thẩm vấn thì lại thấy Sung Jun đang cố gắng giết lão ta, nên họ liền ngăn anh lại. Sở trưởng vừa đi vào liền phát hiện ra chuyện lớn của mình đã hỏng bét. Xem ra đã không thể che đậy được sự thật nữa rồi. Hôm sau đồn cảnh sát liền tổ chức buổi họp báo để tiết lộ với công chúng hung thủ trong vụ án sát hẹo gia đình Man Chun. Do đó mới xóa bỏ được hiềm nghi cho Sung Jun. Trong tang lễ của quản lý An, cả bồi thẩm đoàn gồm 8 người giờ đây cũng dần chỉ còn lại mấy người bọn họ. Ông chú quản lý cao cấp nói rằng hung thủ đã bị bắt, cuối cùng đã có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi, nhưng bà đồng lại bảo anh vẫn nên xem nhiều tin tức một chút. Tiếp đó anh chàng đeo kính liền thuận tay đưa điện thoại cho ông. Sung Jun đã rửa sạch được tội danh, hung thủ trong vụ án giết người kia là người khác. Thế là mặt ông lập tức biến sắc, vẫn chưa bắt được sao? Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc vì ai cũng sợ hung thủ sẽ tìm đến mình. Sau đó Sung Jun cũng đã tiếp tục quay lại công việc và tiến hành khám xét nhà của lão Bích, nhưng không ngờ được rằng lại phát hiện ra thi thể của người vợ trong tủ lạnh nhà lão. Dần dần Sung Jun còn phát hiện ra lão Bích thường xuyên liên lạc với một người, do đó anh thử gọi lại cho số đó. Alo, đây không phải là giọng nói của sở trưởng sao? Sung Jun lập tức nói chuyện này cho đội trưởng biết, nói rằng lão Bích có liên quan mật thiết đến sở trưởng, dường như họ đang che giấu chuyện gì đó. Để điều tra rõ ràng, hai người quyết định diễn một vở kịch. Tối đó sở trưởng nhìn những bức ảnh xương của thi thể trong tay và trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào thét của một người đàn ông, thế là sở trưởng vội vàng cất những tấm ảnh đi.
Tiếp đó đội trưởng xông vào trong tình trạng say khướt, trong miệng còn không ngừng mắng sở trưởng, đem hết những lời tức giận trong lòng đều phát tiết hết ra. Sau đó sở trưởng đi tới dạy dỗ anh một trận, nhân lúc sở trưởng bắt đầu nhập vai, Sung Jun liền lặng lẽ lấy điện thoại của sở trưởng. Sau một hồi do dự, anh liền nhét điện thoại vào túi quần, rồi vội vàng kéo đội trưởng ra ngoài. Sau khi về văn phòng, họ lập tức mở điện thoại ra điều tra. Bên trên toàn bộ đều là lịch sử cuộc gọi với lão Baek. Từ đây có thể thấy mối quan hệ này chắc chắn không đơn giản. Sung Jun lại mở phần tin nhắn ra, lại chính là đoạn video con gái sở trưởng bị hại. Bên trong ghi lại toàn bộ quá trình cô bị giết. Xem xong thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ, Sung Jun cảm thấy buồn nôn, không ngờ được là hung thủ lại có thể tàn nhẫn đến bước này. Hôm sau Sung Hun vẫn ra ngoài chạy bộ như mọi ngày, nhưng đến giữa đường thì dây giày bị tuột. Chính lúc anh đang thắt dây giày lại thì đế giày quen thuộc lại xuất hiện trước mặt. Mà đế giày này lại giống y hệt đế giày của tên hung thủ đã sát hẹo quản lý An. Sau khi về đến nhà, Sung Hun đang vui vẻ ngồi khắc người gỗ và cách dùng dao điêu luyện của anh dường như đang rạch miệng người phụ nữ. Anh lần lượt lấy đám người gỗ ra và đặt chúng lên bàn, tay lồng lên nhau và kết nối trái tim lại với nhau, giống như đám anh chị em trong trại trẻ mồ côi hồi đó. Lúc đó vì để trốn khỏi trung tâm phúc lợi, mấy người đã giữ vững niềm tin cùng sát cánh bên nhau, nghĩ đến cuộc sống như địa ngục trước đây. Sung Hun không thể cầm được nước mắt, nhưng sau đó ánh mắt anh lại trở nên hung dữ. Cậu bé này tên Yoon Jae, vì từ nhỏ cậu đã bị đối xử vô cùng tàn nhẫn, nên sau khi lớn lên cậu muốn giết hết tất cả những người đã bắt nạt mình. Chính lúc tất cả mọi người đều cho rằng hung thủ chính là Yoon Jae thì Eun Ki lại phát hiện ra Yoon Jae đã chết từ 20 năm trước. Nếu như Yoon Jae đã chết vậy thì người vẫn luôn tiến hành kế hoạch trả thù đó là ai chứ? Lúc này Sung Hun đang bày ảnh của 5 thành viên còn lại trong buổi thẩm đoàn lên trên bàn, rồi gãi đầu đầy suy tư. Tiếp đó anh lại lấy một bức ảnh trong đó ra, mà người này lại chính là Eun Ki. Nhưng anh lấy bức ảnh của Eun Ki rốt cuộc để làm gì chứ? Còn ở bên này, mấy người Sung Jun thì đang nghiên cứu video con gái sở trưởng bị sát hẹo và phát hiện ra nó giống y hệt chỗ quản lý An bị giết, đều ở trong nhà tù của trung tâm phúc lợi hy vọng. Sung Jun đoán rằng trước đây, sở trưởng nhất định có bí mật nào đó mà không thể nói cho người khác biết, cho nên mới che giấu đoạn video cô con gái bị hại, rồi ngấm ngầm bắt tay với lão Baek giải quyết hung thủ. Do đó chắc hẳn tội phạm cũng là đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi 20 năm về trước. Và 5 thành viên của bồi thẩm đoàn chắc chắn cũng đều có liên quan đến trung tâm phúc lợi. Vậy thì tiếp theo đây, người bị hại nhất định là một người trong số đó. Do đó Sung Jun liền tìm đến anh đầu bếp trước và đã điều tra ra anh trai của anh đã qua đời khi còn nhỏ. Anh nói rằng anh trai bị mất tích, sau đó không tìm thấy nên đã đăng ký khai tử. Sau đó Sung Jun liền liên lạc với bố mẹ anh. Họ kể lại rằng họ đã đến trung tâm phúc lợi hy vọng nhưng không tìm thấy con mình đâu, nên chỉ đành nhờ viện trưởng ở đó giúp đỡ, mà viện trưởng đó lại chính là sở trưởng hiện giờ. Bên phía này, anh đồng nghiệp cũng điều tra ra 20 năm trước quản lý cao cấp cũng đến phỏng vấn trung tâm phúc lợi đó. Nhưng không biết tại sao đang làm giữa chừng thì lại đột nhiên dừng lại. Sau đó Sung Jun lại gọi điện cho bà Đồng, trung tâm phúc lợi hy vọng sao? Tôi không biết, cậu nói trung tâm phúc lợi đó ở đâu cơ chứ, núi So San sao? Bà Đồng nhớ lại một đêm, cách đây 20 năm về trước, mấy tên cao to đen hôi trói một đám trẻ con, mà trong đó có một cậu bé liều mạng hết cứu mạng với bà. Sau khi cẩn thận nhớ lại, bà mới nhớ ra trong đó có một đứa trẻ mặc bộ quần áo số 13. Bà Đồng nói lúc đó sau khi nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ thì vô cùng sợ hãi, vì trên người cậu toàn là sát khí. Sau đó bà Đồng lại bất giác co giật dữ dội, alo bà vẫn ổn chứ? Giết nó phải giết chết nó, nếu như để nó sống thì mày phải chết, tất cả chúng ta đều phải chết. Sau khi về đồn cảnh sát, Sung Jun đã tìm ra chút manh mối, trước mắt có 3 người liên quan đến trung tâm phúc lợi. Còn về phần Eun Ki và anh chàng đeo mắt kính thì tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối nào. Lúc này anh chàng đeo kính lại đột nhiên tìm đến, nói rằng bản thân được nhận nuôi và đã từng bị tai nạn xe nên cũng không nhớ rõ được nhiều chuyện. Sau một hồi tra hỏi, Sung Jun mời anh đến quán ăn nhanh mà mình hay đến, vừa mới gọi món xong thì lại nhận được điện thoại của Eun Ki. Đợi sau khi Sung Jun đi, bà chủ lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính, giống như đang nhìn thấy người thân vậy. Còn ở bên này, từ chỗ tu nữ, Eun Ki biết được Yoon Jae đã chết từ 20 năm trước, do đó cô liền đưa Sung Jun đến nghĩa trang để xác nhận. Vừa đến trước mộ, đầu Sung Jun lại bắt đầu đau nhức. Tiếp đó một số đoạn ký ức rời rạc dần hiện ra, mà trong những mảnh ký ức này, hình như Sung Hun đang không ngừng gọi anh. Yoon Jae, đừng như vậy, Sung Jun vẫn chưa biết bản thân được nhận nuôi à? Ngay đến cả bản thân là ai, nó còn không nhớ nổi nữa. Nên sao có thể nhớ được chuyện này chứ? Sung Jun vô cùng đau đầu về chuyện thân thế của mình, nên anh uống hết ly này đến ly khác. Rất nhanh đã gục tại bàn, Eun Ki gọi cho Sung Hun đến đưa anh về nhà. Nhưng vừa nằm xuống giường, anh đã bắt đầu nói mớ, anh là ai? Người ở công viên đó, anh đã nói với tôi, anh gọi tôi là Yoon Jae. Sung Hun đến nhà vệ sinh, lấy dao cạo lông mày ra, rồi rạch một đường lên tay mình. Ở bên này tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, cô gái tò mò mà ra ngoài kiểm tra tình hình. Lúc này, có một tên áo đen đang từ từ đi về phía cô cẩn thận trốn vào góc và đưa mắt nhìn. Đột nhiên một cánh tay từ phía sau bắt lấy cô bị bịt chặt miệng, còn tên mặc đồ đen thì lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Đám cảnh sát hình sự đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được manh mối của hung thủ, mấy người xem lại video vụ án và cuối cùng cũng tìm ra sơ hở. Một tên đội mũ đen đã từng đi qua phòng của người chết, xem ra hắn chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Mà lúc này,
Sung Hoon đang mặc bộ quần áo quen thuộc đó và đến một con hẻm. Thông qua định vị thì ra anh vẫn luôn theo dõi Eun Ki, nhưng không ngờ là hành động thần thần bí bí này của anh lại bị Iuna để mắt đến. Iuna hỏi Sung Hoon có phải thích Eun Ki không, thấy Sung Hoon không thừa nhận, cô bắt đầu lẩm bẩm rằng Eun Ki là người duy nhất đối tốt với cô, nên bản thân tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại cô. Tối đó, Sung Jun tìm đến lão Baek và nói với ông rằng 20 năm trước Eun Jae đã chết rồi, sau đó liền đưa cho lão ta giấy chứng tử của Eun Jae. Thấy vậy, lão Baek liền nhíu mày lại, lẽ nào mình đã hiểu nhầm Sung Jun suốt thời gian qua? Đột nhiên Sung Jun đứng dậy tiến lại gần lão ta, nếu như không phải là Eun Jae, vậy thì là ai là người giết hẹo con gái ông chứ? Nói đi, người đố kỵ với ông, tôi nhất định sẽ khiến hắn ta phải chịu trừng phạt. Lão Baek không nói câu nào, nhưng trong lòng ông cũng đã có dự định của riêng mình. Lão ta liên lạc với thuộc hạ, bảo anh ta lập tức đi điều tra chuyện này. Rất nhanh thuộc hạ đã đến một trung tâm phúc lợi và tìm đến mẹ Eun Ki. Mẹ cô nói rằng năm đó Eun Jae bị chuyển đi nên bà cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Đợi sau khi anh ta đi khỏi, Sung Jun lại xuất hiện trước mặt bà. Anh muốn biết chuyện về trung tâm phúc lợi, hy vọng mẹ Eun Ki ấp á ấp úng không muốn nói ra, giống như đang sợ điều gì đó. Sung Jun nói rằng hung thủ bây giờ đang báo thù tất cả những thành viên của bồi thẩm đoàn và Eun Ki rất có khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Lúc này người phụ nữ mới mô tả lại, năm đó có một cậu bé số 11 lớn tuổi hơn Eun Jae. Cả hai đều lớn lên từ trại trẻ mồ côi, còn ở bên này, Eun Ki đang tìm kiếm thông tin về trung tâm phúc lợi. Từ những người bạn năm đó ở trung tâm phúc lợi, cô tìm được ảnh về năm đứa trẻ. Lúc này, một người áo đen xuất hiện ở dưới lầu, hắn ngân nga một khúc nhạc rồi từ từ đi về phía nhà Eun Ki. Và vì tò mò nên cô đã liều lĩnh đi ra ngoài kiểm tra. Đợi đến khi Sung Jun đến nhà Eun Ki thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Vô tình bức ảnh trên máy tính đã thu hút sự chú ý của anh, và trong đó có một cậu bé hình như anh đã từng quen. Đầu Sung Jun lại lần nữa cảm thấy đau dữ dội. Sung Jun à, đến xem ai đến nè, đây không phải là người giống hệt trong ảnh sao? Anh dường như hiểu ra được gì đó, nhưng anh không tin anh trai mình chính là hung thủ. Anh lập tức quay về nhà anh trai, nhưng khi mở cửa phòng ra thì lại không thấy anh đâu. Khi nhìn thấy năm hình người bằng gỗ trên bàn, Sung Jun hoàn toàn đứng hình, anh tiện tay cầm một hình nộm trong đó lên. Phía sau lưng lại khắc số 11, thực ra anh trai là người có quan hệ tốt nhất với Eun Jae, anh vẫn luôn giúp Eun Jae báo thủ. Trong đêm, mấy người phát hiện ra một thi thể phụ nữ dính đầy máu trong một căn nhà đổ nát, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi co ro trong tủ sắt. Eun Ki không thể tin được khi nhìn thi thể Iuna trước mắt mình. Và lúc này cô không thể kìm nổi nước mắt nữa. Chính vào một tiếng trước, Sung Jun phát hiện ra anh trai chính là bạn thân của Eun Jae. Cũng chính là số 11 năm đó, Sung Jun mở ngăn kéo ra và phát hiện rất nhiều ảnh trong đó, mà người trên những bức ảnh này lại chính là những thành viên còn lại của bồi thẩm đoàn. Sung Jun không muốn tin anh trai chính là hung thủ, do đó anh lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình để xác nhận. Nhưng không ngờ được là đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy. Ý thức được đã có chuyện chẳng lành xảy ra, anh lập tức liên lạc với Seok-gu, bảo anh giúp mình điều tra vị trí hiện tại của anh trai. Mà lúc này, Seok-gu đang điều tra ở hiện trường trung tâm bảo trợ trẻ em. Họ phát hiện ra vết máu ở đó, rồi camera giám sát cũng bị ai đó cố tình phá hoại, nên đội trưởng đoán rằng hung thủ đã đến thẳng chỗ Eun Ki. Sau đó họ liền điều tra những camera ở xung quanh. Sung Jun vừa nhìn đã nhận ra được xe của anh mình. Sau khi thấy anh lái xe đến một nơi hoang dã thì liền biến mất khỏi phạm vi giám sát. Thế là Sung Jun lập tức men theo lộ trình đó và phát hiện ra xe của anh trai ở một ngôi biệt thự. Sau khi xuống xe, anh phát hiện ra anh trai đang không ngừng vùi đất xuống hố, như thể đang muốn che đậy điều gì đó. Nghĩ đến việc Eun Ki bị mất tích, Sung Jun vội vàng xông đến. Eun Ki đâu? Em hỏi anh, Eun Ki đang ở đâu? Sao chứ? Em sợ anh bắt cóc Eun Ki rồi chôn cô ấy xuống đây sao? Sung Jun đẩy anh trai ra, điên cuồng đào đất trong hố ra. Mà lúc này có người đang đứng cách đó không xa, chính là Eun Ki. Lúc này Sung Jun mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra khi Eun Ki nghe thấy tiếng huýt sáo và đi ra ngoài kiểm tra, là Sung Hoon đã kéo cô lại, vì mục tiêu của hung thủ lần này chính là cô. Do đó mới cứu được Eun Ki một mạng. Sung Jun hỏi Eun Ki sao không báo cảnh sát, nhưng Sung Hoon lại nói là anh ngăn cô lại vì anh không tin cảnh sát. Vậy anh thì sao? Rốt cuộc anh là ai chứ? Sao lại che giấu nhiều chuyện như vậy? Vậy em muốn nói điều gì? Trung tâm phúc lợi hy vọng số 11 chính là anh còn gì? Sung Hoon giải thích rằng đó chính là ký ức đen tối mà suốt đời anh không thể nào xóa nhòa được. Nếu như bản thân nói ra thì tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ anh. Mặc dù bản thân là số 11, nhưng anh thực sự không phải là hung thủ. Chính lúc anh đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại trong túi reo lên. Có người đã gửi cho anh bức ảnh của anh và Iuna. Lúc này Sung Hoon mới ý thức được mục tiêu của hung thủ không phải là Eun Ki mà là Iuna. Iuna gặp nguy hiểm, Eun Ki mới nghĩ đến lúc nãy mình đã để Iuna trong căn phòng gỗ một mình. Thế là mấy người lập tức quay về, đợi khi họ đến nơi thì Iuna đã chết trong tủ sắt rồi. Sau chuyện đó, vì bị nghi ngờ nên Sung Hoon phải tiếp nhận điều tra. Sở trưởng chưa từng gặp anh nên liền hỏi đội trưởng người này là ai. Đội trưởng liền nói là anh của Sung Jun. Sở trưởng nhìn Sung Hoon mà sợ đến mức tái xanh mặt lại. Ông ta lập tức tìm đến lão Baek và nói rằng cặp vợ chồng kia không phải nhận nuôi Sung Jun mà là Sung Hoon. Sau đó sở trưởng liền bảo lão Baek đi trừ khử Sung Hoon.
vì sợ anh sẽ tiết lộ bí mật trước đây, nhưng lão Beck lại phá lên cười và nói rằng bây giờ mình đang là tù nhân. Muốn trừ khử thì cũng phải do sở trưởng đích thân ra tay, sở trưởng thấy không thể ra lệnh cho lão ta được thì lập tức chơi bài đánh vào tâm lý. Lẽ nào ông không muốn báo thù cho con gái mình sao? Ông phải biết rằng bây giờ người có thể giúp ông ra ngoài chỉ có tôi mà thôi. Nói xong ông liền đắc ý rời khỏi phòng giam. Đợi sau khi sở trưởng đi khỏi, lão Beck bắt đầu phát điên mà đập đầu vào cửa. Cảnh sát thấy vậy thì vội tới can ngăn, nhưng sau đó cô gái bị nhốt trong tủ sắt, khắp người cô chẳng chịt vết thương. Sau khi lấy máu viết ra lời chăn chối cuối cùng, cô đã chết vì mất máu quá nhiều. Đây đã là cô gái thứ tư trong vụ giết người của hung thủ rồi. Chị pháp y nói với Sung Jun, công cụ gây án giống hệt với ba cô gái trước đó, rất rõ ràng đây là cùng một người. Nhưng trước đó anh trai bị tình nghi nhiều nhất đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm, vậy thì rốt cuộc hung thủ là ai chứ? Sung Jun nhớ lại khi thẩm vấn, anh trai đã từng nhắc đến số 12, vậy số 12 đó liệu có phải là hung thủ thực sự không đây? Tiếp đó Sung Jun liền bảo Seok-gu mang kết quả kiểm tra điện thoại của Yuna đến. Họ phát hiện ra mối quan hệ của Yuna và Sung Hun dường như rất thân mật. Và ở trang tài liệu cuối cùng, Sung Jun đã tìm ra manh mối mới. Sung Hun đã từng đến nhà của tài xế Choi. Rồi lại xem thời gian ghi chép, ngày 15 tháng 5 là ngày quản lý An xảy ra chuyện. Sung Jun nhớ rằng lúc đó khi anh muốn đến nhà tài xế Choi để tìm quản lý An, anh trai đã ngăn anh lại và bảo anh đừng để lãng phí thời gian. Rất rõ ràng là lúc đó anh trai đã biết quản lý An không ở đó. Nhưng tại sao anh lại không bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện đã từng đến nhà tài xế Choi? Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó đáng nghi. Sung Jun lại lần nữa nghi ngờ anh trai mình. Anh cầm bức ảnh của Sung Hun đi hỏi ông chủ của tiệm chụp ảnh xem người này đã từng đến đây chưa. Ông chủ nói cậu ta đến để lấy đoạn video ngày hôm đó. Đã vậy còn lấy điện thoại ra cho Sung Jun xem video khinh khí cầu về sự kiện hôm đó. Nhưng anh nhớ rõ ràng là anh trai nói vào ngày Man Chun rơi từ mái nhà xuống. Bản thân đang ở trước bệnh viện và thấy một chiếc máy bay không người lái vừa hay bay trên đầu, hàng loạt manh mối đã cho thấy Sung Hun không hề đơn giản. Anh đã sớm biết kẻ sát hẹo Man Chun là ai, nhưng sao anh phải giấu chứng cứ đó rồi còn giả vờ như không biết gì nữa chứ? Khi anh đang nhập tâm suy nghĩ thì Eun Ki gọi tới. Thì ra từ chỗ mẹ mình Eun Ki biết được quản lý cao cấp có thể có video về trung tâm phúc lợi hy vọng và cô đã nói manh mối này cho Sung Jun biết. Chính lúc Sung Jun đến hỏi thăm và tiến hành điều tra thì một bóng lưng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong camera giám sát. Sung Jun vừa nhìn đã nhận ra anh trai. Xem ra đã đến lúc tìm ra bằng chứng thuyết phục rồi. Nhân lúc anh trai không có nhà, Sung Jun lại đến lục lọi đồ đạc khắp nơi. Ngay cả phòng thay đồ mà vẫn không tìm ra chiếc mũ đen đó đâu. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Sung Hun bước vào. Em đang tìm gì à? Không có. Chính lúc anh trai chuẩn bị đi vào phòng thì Sung Jun lại gọi anh lại, hỏi anh đã đi tìm máy bay không người lái vào ngày nào. Nhưng Sung Hun lại nói không phải là máy bay không người lái mà là khinh khí cầu. Thế là Sung Jun càng nghi ngờ hơn, xem ra ban đầu em đã nhớ nhầm rồi. Có điều anh đã đi tìm quả khinh khí cầu đó vào hôm nào vậy? Sung Hun liền trả lời rằng mình mới lấy cách đây không lâu. Sung Jun lại lặng lẽ đến gara để xe. Khi anh mở cốp xe của anh trai ra thì quả nhiên đã tìm được chiếc mũ đen đó và trong túi còn có một đôi giày nữa. Lúc này Sung Jun lo lắng đến mức không thể thở nổi. Anh cẩn thận lật chiếc giày lên xem, dấu giày vừa hay lại giống y hệt dấu giày của tên mặc đồ đen. Hung thủ thực sự chính là Sung Hun. Về đến nhà, Sung Jun muốn đến tìm anh trai để hỏi rõ, nhưng lại nghe Eun Ki nói anh đã ra ngoài rồi. Do đó anh liền lái xe đuổi theo Sung Hun, còn anh dường như cũng phát hiện ra Sung Jun đang đi theo mình. Anh lái xe đến vùng ngoại ô và xuống xe ở nơi sâu thẳm nhất trong rừng. Chính lúc Sung Jun nghĩ rằng mình sắp vạch trần được thân phận của anh mình, thì từ trong khu rừng rậm rạp, người mặc đồ đen lại chậm rãi đi về phía anh trai. Vẫn chưa đợi Sung Jun phản ứng lại, thì người mặc đồ đen đã rút dao đâm vào người Sung Hun. Sau đó người mặc đồ đen biến mất trong màn đêm. Sung Jun vội vã chạy về phía anh trai. Sau khi anh trai bị ám sát, Sung Jun đứng bên giường bệnh suy nghĩ rất lâu. Anh không hiểu tại sao nửa đêm anh mình lại đi gặp tên mặc đồ đen đó. Lẽ nào giữa hai người có bí mật gì hay sao? Anh nhìn em này, Eun-jae. Đừng mà, Sung Jun đột nhiên bừng tỉnh, giấc mơ quá chân thực khiến anh tỉnh ra. Thì ra anh trai vẫn luôn dùng cách của mình để truy tìm hung thủ, xem ra trước đây là mình đã trách nhầm anh trai rồi. Hôm sau Sung Jun lại lần nữa quay lại hiện trường anh trai bị ám sát, vết máu hằn in trên mặt đất. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, anh phát hiện ra một chiếc máy ảnh cao hơn 1 mét ở bãi cỏ cách đó không xa, mà vừa hay bên trong lại có hình ảnh của hung thủ. Sung Jun vô cùng chắc chắn người này chính là người mặc đồ đen mà mình nhìn thấy ở hành lang trung tâm phúc lợi vào hôm quản lý An bị sát hẹo. Mà trong số 5 đứa trẻ trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi lúc đầu, hiện giờ chỉ còn số 12 và số 24 là không rõ tung tích. Sung Jun lập tức nghĩ đến lão Beck. Chính lúc anh chuẩn bị đi tìm lão ta thì mới biết lão Beck đã không ở trong phòng giam nữa rồi. Lão ta đã bị sở trường nhốt vào viện tâm thần với lý do phát điên rồi. Mặc dù nhìn bên ngoài lão già này điên thật rồi, nhưng với sự nhạy bén của mình, Sung Jun biết rõ rằng đây chắc chắn là vở kịch do lão ta và sở trưởng dựng nên. Thế là Sung Jun quyết định tìm sở trưởng hỏi cho rõ ràng. Anh hỏi sở trưởng tại sao lại đưa lão Beck vào bệnh viện tâm thần. Nhưng sở trưởng lại hỏi ngược lại, kẻ điên không đưa vào viện tâm thần thì đưa đi đâu? Thấy ông ta vẫn cố chấp như vậy, Sung Jun không nhịn được nữa mà nói thẳng ra. Trung tâm phúc lợi hy vọng lúc đó thuộc quyền quản lý của sở trưởng đúng chứ? Rốt cuộc lúc đó ông đã làm gì với đám trẻ đó?
Nếu cậu muốn biết như vậy thì hãy đi tìm mẹ cậu. Bây giờ mẹ cậu đã là bộ trưởng rồi đó. Chính lúc bà đang trên đường về văn phòng thì có một người đến chặn đường. Người đàn bà nói rằng con mình đã phát điên sau khi ra khỏi trung tâm phúc lợi hy vọng. Cookie mặc dù đứng hình mất mấy giây, nhưng bà vẫn giả vờ mà bảo người đàn bà về trước mình sẽ đi xử lý. Nhưng sau khi về đến chỗ làm, bà lại dặn dò cấp dưới cấm người đàn bà đó xuất hiện ở đây lần nữa. Mà toàn bộ cảnh này lại bị Sung Jun vừa đến nhìn thấy. Khi thấy dòng chữ trung tâm phúc lợi hy vọng bên trên tấm bảng, Sung Jun liền gọi bà lại. Sau khi tiết lộ danh tính cảnh sát của mình, bà liền đưa anh về nhà và nói với anh rằng lúc đầu vì nghe nói trung tâm phúc lợi sắp đóng cửa nên bà đã đến đó đón con trai về. Sau khi về nhà thì cậu con trai vẫn luôn như vậy. Đã vậy bà còn nói không thể gọi tên con mình, vì chỉ cần gọi đến tên cậu thì cậu sẽ mất kiểm soát, nên phải gọi cậu là số 45. Sung Jun thử nói chuyện với cậu con trai nhưng không ngờ được là lại dọa cậu sợ hãi đến mức liên tục lùi về sau. Thế là Sung Jun chỉ đành cầu cứu Eun Ki, bảo cô nghĩ cách tiếp cận cậu. Hôm sau Eun Ki đến nhà người đàn bà đó thì thấy cậu con trai đang viết số lên giấy. Và sau một thời gian cả hai dần trở thành bạn tốt của nhau, đồng thời dần dần từ chỗ cậu Eun Ki biết được tên của số 24. Còn ở bên này, anh chàng đeo kính đang đứng trước bảng thông báo người mất tích và cứ quanh quẩn ở đó. Khi bà chủ quán cơm hỏi anh đứng đó làm gì, thì In Seong lại nói rằng mình định đến ăn nhưng không biết hôm nay quán đóng cửa. Chính lúc anh rời đi thì bà chủ lại nhiệt tình bảo anh vào quán rồi chuẩn bị cho anh một bàn ăn thịnh soạn. Khi hai người đang nói chuyện về đứa trẻ trên bản thông báo mất tích thì bà chủ nói đó là đứa con trai mà mình đã cực khổ tìm kiếm suốt 20 năm nay. Còn In Seong lúc này cũng thổ lộ rằng bản thân chính là đứa trẻ đã mất tích 20 năm về trước. Ngoài ra anh còn nói rằng vào ngày thất lạc mẹ cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy dáng vẻ của bà. Bà mẹ nắm chặt tay của In Seong mà khóc không thành tiếng, nhưng hai người không biết rằng cảnh này đã bị ai đó ở ngoài cửa nhìn thấy. Vì để cảm ơn cảnh sát đã giúp đỡ mình tìm kiếm con trai trong một thời gian dài, bà chủ đã đặc biệt mời tất cả mọi người đến nhà dùng bữa. Lúc này sở trưởng gọi bà vào văn phòng, mà cảnh này lại bị Sung Jun để mắt đến. Tối đó trong bữa tiệc, In Seong không may bị ướt quần. Trong lúc mẹ giúp anh lau nước, Sung Jun bất ngờ phát hiện trên mắt cá chân của anh có vết sẹo. Lúc số 12 chạy trốn, chân bị kẹp vào bẫy nên bị thương rất nghiêm trọng. Do đó Sung Jun không ngừng nghi ngờ In Seong chính là số 12. Rất nhanh bên pháp y đã có manh mối mới. Qua kiểm nghiệm hung khí trên người anh trai, anh phát hiện ra hung khí là một con dao chỉ có thể được chế tạo bởi một trong hai thợ thủ công hàng đầu cả nước, và dựa vào hình dạng của các mảnh vỡ, có thể đoán được nó là một con dao sashimi vô cùng sắc bén. Sung Jun lập tức nhớ đến một nơi và vội vàng tìm đến chỗ Jung Soo. Chính lúc anh đang tìm hiểu tình hình thì Eun Ki lại gọi điện đến. Tôi đã biết tên của số 24 rồi. Tên của số 24 là Hyun Soo. Hyun Soo sao? Jung Soo vừa nghe đến tên anh trai mình thì lén đẩy cán dao trên tủ vào trong. Tuy nhiên hành động nhỏ này của anh sao có thể qua mắt được Sung Jun chứ? Sung Jun trực tiếp đi vào trong rồi lấy thứ đó ra. Khi anh vừa mở tờ giấy bọc bên ngoài ra thì bên trong chính là con dao dính đầy máu. Sau đó Jung Soo bị đưa về đồn. Đối diện với những câu hỏi chất vấn của Sung Jun, Jung Soo trả lời tất cả các câu hỏi mà không hề giấu giếm. Anh nói rằng tối đó là mình đã đâm Sung Hun. Nhưng từ trong ánh mắt né tránh của Jung Soo, Sung Jun đã nhìn ra được manh mối. Anh hiểu rất rõ Jung Soo căn bản không phải là hung thủ thực sự. Theo manh mối hung khí, Sung Jun tìm đến một tiệm rèn. Anh hỏi ông chủ có từng thấy con dao trong bức ảnh này chưa. Ông chủ nói rằng con dao này đúng là do mình làm ra. Điều này khiến Sung Jun vui như mở cờ trong bụng. Ông còn nhớ là ai đã mua nó không? Sao nhớ được chứ? Có điều ông lại nhớ ra bản thân có thói quen ghi sổ sách đăng ký và cho biết mỗi con dao đều có số riêng. Dựa vào số hiệu, rất nhanh ông đã tìm ra người mua con dao này lúc đó. Tên của người mua con dao này là Yoon Jae. Cậu ta là một chàng trai trẻ nói rằng muốn mua quà để tặng cho em trai mình. Còn cậu em trai hình như đang kinh doanh một nhà hàng Nhật Bản. Lẽ nào người vẫn luôn mạo nhận Yoon Jae lại chính là Hyun Soo, anh trai của Jung Soo? Lúc này ở sau núi, phía cảnh sát đã phát hiện ra vô số bộ xương của trẻ em. Và điều ngạc nhiên là số 24 cũng có trong đó. Theo những manh mối có trong tay, Sung Jun loại bỏ những người mà anh đã biết danh tính. Khi viết đến số 13 Jung Yoon Jae, dường như anh nghĩ ra điều gì đó, chữ khắc trên hung khí. Tên trên bảng đen và lời chăn trối cuối cùng mà Yuna để lại trước khi chết dường như đều là những chữ giống nhau. Lẽ nào thứ mà Yuna để lại là tên của một người sao? Thế là anh liền đưa lời chăn trối đó cho Eun Ki xem và hỏi cô đã từng thấy cái tên này chưa. Nhưng vì quá đau lòng trước sự ra đi của Yuna, nên cuối cùng cô đã về phòng trước mà không phát hiện ra được bất cứ manh mối quan trọng nào. Sau khi lau khô nước mắt, Eun Ki cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Anh ấy là ai vậy? Một chàng trai trẻ tốt bụng. Thì ra manh mối mà Yuna để lại chính là người đó. Eun Ki lập tức nói chuyện này cho Sung Jun biết. Còn Sung Jun thì cũng nhìn thấy bức ảnh gốc của In Seong trong hồ sơ nhận nuôi, mà nó lại giống hệt với bức ảnh của Yoon Jae trên điện thoại di động của anh. In Seong chính là Yoon Jae sao? Mà lúc này có một bóng người đang từ từ tiến lại gần giường bệnh của Sung Hun. Vào đêm anh bị ám sát, theo ánh mắt của anh có thể thấy rõ khuôn mặt của In Seong dưới bộ đồ đen. Sung Hun sợ hãi mà mở trừng mắt ra, mày vẫn còn sống sao? Vào một buổi sáng xe lạnh, cậu bé này đang vui vẻ ăn kem, thì mẹ cậu lại bày ra vẻ mặt buồn bã mà dặn dò cậu. Mẹ đi vệ sinh một lát, con tuyệt đối đừng chạy linh tinh. Cậu bé ngây thơ nghe xong liền gật đầu.
Người mẹ không nỡ đi mà ôm chặt lấy cậu bé, sau đó liền lạnh lùng rời khỏi đó rồi nhanh chóng lên một chiếc xe bus, thì ra bà muốn bỏ rơi con mình. Nhưng khi đến trạm tiếp theo, người phụ nữ lại hối hận mà quay đầu chạy về công viên. Nhưng lại không thấy cậu bé đâu, lúc này bà vô cùng hối hận nhưng cũng đã quá muộn rồi, còn cậu bé thì đã bị bắt về trung tâm phúc lợi. Mỗi ngày cậu đều bị bắt làm những công việc nặng nhọc, nếu không chăm chỉ thì sẽ bị quản giáo dạy dỗ một trận. Cậu bé chỉ có thể trốn ở một góc mà lặng lẽ khóc. Eun-jae vô cùng đồng cảm cho cậu bé mới đến này, cậu ở đây làm gì vậy? Mình nhớ mẹ mình, cậu có mẹ mà tại sao vẫn còn đến đây, cậu cũng giống những bạn khác bị bỏ rơi sao? Không phải, mẹ mình nói muốn đi vệ sinh nhưng mẹ cậu không quay lại đúng không? Cậu bé thất vọng mà cúi mặt xuống. Lúc này Eun-jae lại nói cậu có muốn tôi giúp cậu giết bà ấy không? Cậu bé nghe xong thì kinh ngạc mà ngước lên nhìn. Không lâu sau khi đang trên đường chạy trốn, cậu đã bị kẹp chân vào bẫy. Vì không được điều trị nên sau đó cậu đã qua đời, còn mẹ của cậu thì vẫn vui vẻ nấu bữa sáng. Mà không biết rằng người con trai trước mặt này thực ra lại chính là ác quỷ giết người, Eun-jae. Eun-jae tiện tay lấy một quả đào ra, vừa cắn một miếng thì bà chủ vội vàng ngăn lại, vì bà biết con trai mình ăn đào sẽ bị dị ứng. Nhưng Eun-jae lại cười một cách lạnh lùng mà nói rằng thứ mình thích ăn chính là đào, bà chủ liền đứng hình tại chỗ. Lúc này bà mới ý thức được người trước mặt này không phải là con trai mình, nhưng bà không hề nói ra mà chỉ nói rằng bản thân già rồi nên có thể đã nhớ nhầm. Còn ở bên này, sau khi biết được In Seong chính là Eun-jae, Sung Jun liền tìm đến anh mình và hỏi anh có nhìn rõ mặt hung thủ không? Sung Hun nói là Eun-jae. Thế là Sung Jun lập tức thông báo cho đồng nghiệp để tiến hành truy bắt anh ta. Seok-gu nhanh chóng đến công ty và phát hiện ra thông tin danh tính mà Eun-jae dùng lại là của người khác. Sung Jun cảm giác được bà chủ có thể gặp nguy hiểm nên đã đến thẳng nhà bà, nhưng lại chỉ nhìn thấy điện thoại để lại trên bàn. Mà lúc này ông chủ Bae đang bị nhốt trong thùng dầu thì không ngừng lắc thùng dữ dội, cuối cùng cũng làm đổ thùng. Cứ tưởng rằng bản thân có thể trốn thoát, nhưng Eun-jae lại đi từ trong xe ra. Ông Bae không ngừng cầu xin hắn tha cho mình. Nhưng hắn ta lại nói rằng tạm thời tôi sẽ chưa giết ông, sau đó lại đẩy ông vào trong thùng. Chính vào lúc này Jung-soo từ từ đi tới tận mắt chứng kiến hết tất cả. Lẽ nào anh cũng là hung thủ sao? Còn ở bên này sở trưởng vừa trở về phòng làm việc thì điện thoại trên bàn liền reo lên. Ông mở ra xem thì lại thấy hình ảnh mình bắt nạt Eun-jae trước đây. Sở trưởng lập tức cảm thấy hoang mang rồi liền ấn gọi lại cho số đó và phát hiện ra người đó lại là ông Bae. Thế là ông ta lập tức tìm đến lão Baek và nói cho lão ta biết chuyện này. Đã vậy còn nói đây rất có khả năng chính là Eun-jae đã chỉ thị cho ông ta làm. Do đó hai người quyết định nhân cơ hội này trừ khử Eun-jae. Hôm sau Sung Jun phát hiện một thi thể bên trong thùng sắt, đây chính là quà mà Eun-jae dành tặng anh. Một tiếng trước, một tin nhắn đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, mà nội dung trên đó chính là tin mẹ Eun-ki đã bị bắt cóc. Eun-ki vô cùng hoảng sợ và gọi điện lại cho số đó, mà người trả lời điện thoại lại chính là Eun-jae. Cô cảnh cáo Eun-jae không được làm hại mẹ mình, nếu không thì cô sẽ đến tính sổ với hắn một lượt, cả vụ của Yuna nữa. Nhưng Eun-jae lại nói rằng an nguy của bà nằm trong tay cô và bảo cô một lát nữa hãy ra ngoài sẽ có một chiếc xe taxi đến đón cô. Eun-ki vừa định gửi tín hiệu cầu cứu cho Sung Jun thì lại bị Eun-jae cảnh cáo không được báo cảnh sát. Do đó cô chỉ đành ngoan ngoãn mà chạy ra ngoài. Lúc này bên đường quả thực có một chiếc xe taxi, cô lại gần xem thử thì lại là Jung-soo, đầu bếp của nhà hàng Nhật. Lẽ nào họ là đồng bọn sao? Cùng lúc đó Sung Hun từ chỗ bố biết được mẹ mình đã biến mất. Đã vậy trước khi đi còn đem theo một số tiền lớn nữa. Tiếp đó sở trưởng sở cảnh sát, bà chủ quán cơm và ông chú PDB cũng chơi trò mất tích. Sung Jun lập tức nghĩ đến Eun-jae, anh nghi ngờ hắn ta đã tập trung họ lại rồi giấu ở một nơi nào đó. Sau khi về nhà, Sung Jun chú ý đến những con số 240 mà lúc đầu số 45 viết ra, bên trên đều được đánh dấu. Nhưng bản thân anh nhớ rõ ràng là trước đây không hề có đánh dấu đặc biệt như vậy. Sau khi Sung Hun xem đi xem lại nhiều lần thì mới nhớ ra, đây chính là nơi mà Eun-jae bị giam giữ. Nhưng khi họ đến trước cổng biệt thự thì mới phát hiện ra nơi đây được lắp đầy bom, Sung Jun cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như có nhiều người bị nhốt ở đây, vậy thì sao lại không có chút động tĩnh gì chứ? Nhưng anh cũng không dám manh động, vì một khi mở cánh cửa này ra thì cả tòa biệt thự sẽ nổ tan tành. Lúc này Eun-jae gọi tới, nói rằng mình đã chuẩn bị cho anh một món quà và bảo anh hãy đi mở thùng dầu bên cạnh ra xem, do đó mới có cảnh mở đầu vừa rồi. Còn Eun-jae thì đang theo dõi mọi hành động của họ từ xa, và từ cuộc trò chuyện với Eun-jae vừa rồi, dường như Sung Jun đã tìm ra được chút manh mối mới. Khi anh mở cửa ra thì đồng thời ngôi nhà sẽ nổ tung, ngôi nhà đó thì ra tất cả những người mất tích và Eun-jae căn bản không ở đây, mà chỉ là hắn ta đang cố tình kéo dài thời gian, vậy thì nơi duy nhất hắn có thể đến quanh đây chỉ có trại trẻ mồ côi. Còn lúc này, ở trung tâm phúc lợi, sở trưởng đã tỉnh lại, ông nhìn xung quanh thì phát hiện ra mấy người mất tích liên quan đến trung tâm phúc lợi đều đang ở đây. Ông ta nhớ, lúc đó mình và lão Baek đang thương lượng phải xử lý Eun-jae. Do đó ông ta đã một mình mang tiền đến, để sau khi Eun-jae giao ra chứng cứ thì ông ta sẽ đợi lão Baek đến để cùng giết hắn diệt khẩu. Nhưng ai ngờ được là ông đợi mãi mà vẫn không thấy lão ta đâu. Eun-jae thổi khúc hát quen thuộc rồi từ từ tiến lại gần, khiến sở trưởng rén đến nỗi không ngừng lùi về sau. Nhưng dù ông ta có chạy nhanh thế nào thì cũng không thể nhanh bằng mũi tên tẩm thuốc mê của Eun-jae được. Cứ như vậy sở trưởng ngất tại chỗ. Ông ta cho rằng lão Baek đã phản bội mình nên khi nhìn thấy lão thì liền tức điên lên.
Ông ta túm lấy cổ áo lão Bách định tẩn cho ông một cước nhưng lại bị lão ta trực tiếp đẩy ra. Thì ra trên đường đến đây lão đã nhìn thấy Yun Jae trong bộ đồ đen. Yun Jae cố tình thách thức ông chạy sâu vào rừng rậm và cũng vì thế mà lão Bách bị bẫy săn kẹp vào chân. Cứ như vậy ông cũng bị đưa đến đây. Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Tiếp đó quả bom ở cửa đã thu hút sự chú ý của họ. Chính lúc mọi người đều đang vô cùng hoảng loạn thì có một giọng nói từ trong camera giám sát vọng ra. Tiếp theo đây phiên tòa thực sự chính thức bắt đầu. Yun Jae nói với họ qua loa. Chỉ cần trong thời gian quy định các người chọn ra được một người chết đầu tiên thì ta sẽ tha cho những người khác. Nếu không thì tất cả bọn họ đều phải chết. Nói xong hắn liền điều chỉnh thời gian cho bom nổ thành 10 phút. Lão Bách lập tức cười phá lên. Vì lão rất giỏi trong việc này, lão ta nhặt ghế lên và ném nó vào mọi người. Ưng Ki cố gắng khuyên mọi người bình tĩnh, nhưng nếu như không thể chọn ra người chịu chết thì họ căn bản không thể ra khỏi đây được. Chọn đi nhất định cần phải chọn ra một người, nhưng phải chọn ai đi chịu chết đây. Lúc này bà chủ quán cơm liền chủ động đứng ra. Không còn con trai bà đã không muốn sống nữa từ lâu, bà van xin Yun Jae tha cho những người khác. Bản thân tình nguyện chịu chết thay cho họ, nhưng vấn đề mới lại đến rồi, liệu ai sẽ là người ra tay giết bà đây? Lão Bách đứng dậy định ra tay nhưng Ưng Ki lại chắn trước mặt bà, thấy thời gian đã qua 4 phút nếu không ra tay thì coi như xong đời. Do đó sở trưởng liền dục mọi người nhanh chóng động thủ, nói xong ông ta liền muốn kéo Ưng Ki ra, nhưng cô lại nói nếu muốn chết thì kẻ có tội phải chết trước. Thấy vậy bà Đồng lập tức chỉ ra, lúc đầu là lão Bách đã lôi mấy đứa trẻ đó đi, nhưng lão ta lại nói ban đầu bà Đồng không những không cứu đám trẻ mà còn hét lên nói rằng phải giết Yun Jae. Còn PDB thì là vì bị mua chuộc nên mới từ bỏ việc công khai chuyện mờ ám ở trung tâm phúc lợi, mà người mua chuộc ông lại chính là mẹ của Sung Jun. Tiếp đó mẹ Ưng Ki dùng phương pháp điều trị không đặc hiệu cho đứa trẻ nên đã khiến cho cậu bé chết sớm. Tất cả những người ở đây đều là đồng phạm và trong đó sở trưởng là người mang tội nặng nhất. Vì để lừa số tiền bảo hiểm khổng lồ, ông ta đã đưa tất cả những đứa trẻ bị thất lạc vào trại trẻ mồ côi và giam cầm chúng, đã vậy còn lừa bố mẹ chúng là không tìm thấy người. Bà chủ quán cơm vừa nghe thấy thì vô cùng tuyệt vọng và trách bản thân ban đầu đã quá tin ông ta. Sau khi mất con, bà đã lập tức báo cảnh sát, nhưng ai ngờ được là lại bị sở trưởng đưa về trung tâm phúc lợi. Lúc này người phụ nữ vô cùng tự trách vì đã bỏ rơi con. Sở trưởng ông là người độc ác nhất, cảnh ông lẻn vào phòng của cô gái đó trong biệt thự đều bị tôi quay lại hết rồi. Mẹ của Ưng Ki cũng chỉ thẳng đích danh sở trưởng chính là người đã giết Yun Jae, do đó mọi người đều nhất trí quyết định để ông ta chịu chết. Vì để giữ lấy mạng mình, sở trưởng lại chỉ ra lão Bách đã giết 24 mạng người. Lão đã treo tất cả những đứa trẻ lên dây thép và đánh chúng cho đến khi chúng chỉ còn thoi thóp thở. Nghe xong Ưng Ki liền lớn tiếng mắng lão không xứng làm người, ngay đến cả trẻ con mà cũng không buông tha. Và chính câu nói này đã khiến lão ta hoàn toàn điên lên. Chính lúc lão ta túm lấy Ưng Ki muốn ra tay với cô thì mẹ Ưng Ki lại đứng ra chắn cho cô, nó là con gái ông đó. Lão Bách lập tức đứng hình, sau đó người phụ nữ liền nói ra bí mật mà bà đã giấu kín suốt 20 năm nay. Thực ra bố của Ưng Ki chính là lão Bách, cuối cùng Ưng Ki cũng đã hiểu ra. Tại sao mà mỗi lần nhắc đến bố, mẹ mình vẫn luôn tức giận, thậm chí suốt hơn 20 năm qua. Cô cũng chưa từng thấy ảnh của bố, lúc này Sung Jun đi dọc theo cửa hang tìm tới. Quả bom chỉ còn lại 43 giây nữa, nếu như đã không thể tìm ra người chịu chết, vậy thì Yun Jae sẽ quyết định cho họ cùng về với các cụ hết. Hắn lấy điều khiển từ xa ra, tất cả chuẩn bị cùng đến địa ngục đi nào. Bye bye, mọi người lập tức ôm chặt lấy nhau. Khi Sung Jun đứng trơ mắt nhìn quả bom đếm ngược thì Yun Jae liền phát hiện ra có gì đó sai sai. Bất luận hắn ấn điều khiển từ xa thế nào thì quả bom vẫn không phát nổ, do đó hắn lại quay lại tầng hầm. Lúc này có một bóng đen từ trong bóng tối bước ra, Yun Jae nhìn thật kỹ, đó chính là người anh mà hắn yêu thương nhất. Cùng lúc đó một họng súng chĩa thẳng vào đầu hắn, thế là vụ án giết người liên hoàn chấn động cả Hàn Quốc đến nay đã bắt được hung thủ. Nhưng mọi việc thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Quay lại cảnh vừa nãy khi Sung Jun dí súng vào đầu Yun Jae thì hắn ta lại quay sang nhìn Sung Hoon bên cạnh với vẻ mặt khó tin, chuyện này là sao chứ? Tiếp đó Yun Jae bị đẩy vào tường, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng phẫn nộ, chuyện này là sao chứ? Sao anh lại không nói gì chứ? Anh nói gì đi chứ? Xem ra mọi chuyện không hề đơn thuần như vậy. Từ trong ánh mắt của Yun Jae, thậm chí có thể thấy được sự phản bội. Rất nhanh đã có lệnh điều tra Yun Jae, sở trưởng hốt hoảng chạy đến và bảo mọi người nhanh chóng kết án. Nhưng liên tiếp sát hại 7 người, rồi bắt cóc 8 người thì đâu phải vụ án nhỏ đâu. Do đó muốn nhanh chóng kết án thì căn bản là điều không thể. Sở trưởng không chỉ tức giận mà còn yêu cầu các thành viên trong nhóm kết án với tội danh mắc bệnh tâm thần hoặc giết người một cách bừa bãi. Đã vậy còn nói càng nhanh càng tốt. Khi đến phòng thẩm vấn, Sung Jun đưa ra đủ loại bằng chứng để buộc Yun Jae phải nhận tội. Nhưng Yun Jae lại nói nếu không phải do anh mình thì Sung Jun căn bản không thể nào bắt được hắn. Anh trai mà cậu nói chính là thẩm phán Ryu Sung Hoon mà cậu dùng dao đâm sao? Sung Jun liền hỏi tại sao hắn phải làm vậy, nhưng Yun Jae lại nói mình không có làm chuyện đó. Khi biết được Sung Hoon đã đứng ra làm chứng, ánh mắt Yun Jae lập tức khó che lấp được sự thất vọng vì không có bằng chứng thuyết phục nên tạm thời không thể bị định tội hắn. Do đó Sung Jun chỉ có thể tìm cách khác, anh lập tức nhớ đến ở mỗi hiện trường mà Yun Jae gây án đều được lắp camera. Chỉ cần nhìn thấy hắn gửi cho sở trưởng đoạn video về vụ xoát hẹo con gái của ông ta là cũng đủ chứng minh hắn chắc chắn đã để đoạn video gốc ở đâu đó.
Tiếp đó Sung Jun lập tức dặn dò Seok Gu lấy những đồ bị tịch thu của Yoon Jae ra, và trong đó có một chiếc laptop, nhưng khi anh vừa mở laptop ra thì mới phát hiện ổ cứng bên trong đã bị mất. Mà lúc này sở trưởng đang lén lén lút lút đi về phía hồ, rồi cẩn thận móc ổ cứng trong túi ra và ném nó xuống hồ. Thế là vụ án lại rơi vào bế tắc, Sung Jun nhờ anh trai giúp mình, do đó anh lại đến phòng thẩm vấn. Khi Yoon Jae nhìn thấy anh thì trong mắt ánh lên đầy sự ngạc nhiên, Sung Hoon cũng vào thẳng vấn đề mà nói rằng mình chủ động tìm đến đây. Yoon Jae liền đứng dậy lại gần chỗ Sung Hoon và thì thầm điều gì đó, vậy không cần anh phải ra tay nữa chứ. Sau đó Sung Hoon liền nói với Sung Jun, Yoon Jae đã giấu đoạn video đó ở nơi mà hắn cho là an toàn nhất, dựa theo manh mối của anh trai. Sung Jun lại lấy đồ bị tịch thu ra và hộp tai nghe Bluetooth bên trong đã lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh mở ra xem thử thì phát hiện một chiếc thẻ nhớ. Tiếp đó Sung Jun mang máy tính đến tìm Yoon Jae và đẩy đoạn video đến trước mặt hắn, mà trong đó chính là đoạn video con gái của lão Kang bị xoát hẹo. Đã vậy hắn còn chụp ảnh với thi thể trong bộ đồ đen nữa. Lúc này Yoon Jae cũng không thèm quan tâm xem bằng chứng này có thuyết phục hay không. Hắn chỉ muốn biết Sung Jun đã tìm được cái thẻ nhớ này ở đâu. Lẽ nào anh trai thực sự đã bán đứng hắn sao? Chắc không phải là anh trai nói cho anh biết đâu nhỉ? Anh trai không thể nào phản bội tôi được. Sung Jun nói rằng nếu muốn trả thù thì tìm người có liên quan là được. Tại sao lại còn tàn nhẫn đến mức ngay cả con gái họ cũng không tha cho, nhưng ai bảo họ hại chết chị của Yoon Jae chứ? Do đó hắn cũng sẽ khiến họ cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân. Ngoài ra Yoon Jae còn nói ra chuyện đã đẩy Sung Jun ở sân chơi và nói rằng ban đầu mình nên giết anh mới phải, chứ không chỉ đơn giản là đem ký ức của mình truyền cho Sung Jun đã bị mất đi ký ức. Vì vậy đây cũng chính là nguyên nhân mà Sung Jun từ lúc bắt đầu đã bị nhận định là Yoon Jae. Lúc này Sung Jun không thể kiềm chế cơn giận mà đứng dậy cho Yoon Jae một đạp ngã lăn ra đất. Tiếp đó anh liền lao đến đấm cho hắn một trận túi bụi. Yoon Jae đã chịu đựng đủ đám cảnh sát ngu ngốc như vậy rồi. Mày hãy nghĩ kỹ lại đi, tại sao sợi dây đó lại ở chỗ mày. Sau đó Sung Jun liền tìm đến Sung Hoon, hỏi anh tại sao biết mình bị đẩy xuống ở chỗ khu vui chơi mà lại không nói cho mình biết. Đã vậy anh còn lôi sợi dây chuyền ra và hỏi anh nó từ đâu đến. Sung Hoon nói rằng sợi dây chuyền này là thứ mà Yoon Jae đã tặng anh khi ở trung tâm phúc lợi, vì Yoon Jung đã sớm coi anh như là anh ruột của mình, nên chỉ cần đeo sợi dây này lên thì sẽ có thể chứng minh họ là người một nhà. Tiếp đó còn dặn Sung Hoon bất luận sau này bản thân xảy ra chuyện gì cũng phải thay cô chăm sóc tốt cho Yoon Jae. Sợi dây chính là biểu tượng của gia đình, anh coi Sung Jun là em ruột nên sau này mới đưa sợi dây cho Sung Jun. Sau khi nghe xong, Sung Jun vô cùng cảm động. Vào ngày Yoon Jae chính thức bị truy bắt, Sung Hoon đã đến đây. Nhưng chính biểu cảm của anh đã khiến Yoon Jae phát điên. Anh thấy bộ dạng này của em mà có thể như vậy sao? Thấy Sung Hoon vẫn giữ bộ mặt vô cảm, Yoon Jae rưng rưng nước mắt, anh không thể làm thế được. Trên đường áp giải về đồn, Yoon Jae đã xô Sung Jun xuống cầu thang. Tiếp đó những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu được sắp xếp lại. Cái này em đeo đi, đây vốn dĩ là đồ của em, tên của em vốn là Jung Yoon Jae. Trước khi đến nhà chúng ta, em đã từng ở trung tâm phúc lợi hy vọng. Thì ra người làm tất cả những chuyện này vẫn luôn là Sung Hoon. Mà lúc này Sung Hoon liền nhận được một cuộc điện thoại. Tôi biết rồi, người đàn ông bị đẩy xuống cầu thang. Trong chốc lát những ký ức vụn vỡ cuối cùng cũng được ghép lại với nhau. Lúc đầu người biến anh thành Yoon Jae chính là Sung Hoon. Sung Jun không thể nào ngờ được người anh luôn nói coi mình như em ruột thực ra lại luôn coi mình như một quân cờ để trả thù. Anh tức giận mà giật sợi dây xuống, sau đó liền đến phòng tạm giam chất vấn Yoon Jae rằng trước đây hắn ta nói anh trai sẽ phản bội hắn là có ý gì, và khôi phục lại ký ức của anh rốt cuộc là tại sao. Nhưng Yoon Jae lại nói vì thương hại cho Sung Ju, ngay đến cả bản thân vì ai mà biến thành như vậy cũng không biết mà còn ngu ngốc nhẫn nhịn. Tuy nhiên Sung Jun không thèm để ý đến nó. Đồng thời từ hành động nhỏ của Yoon Jae cũng có thể thấy lúc này hắn đang bất mãn đến mức nào. Trong những ngày bị giam giữ này, Yoon Jae vẫn luôn nghi ngờ, hắn cho rằng anh trai đã phản bội mình. Anh không thể nào bán đứng mình được, anh không thể làm thế được. Để khiến Yoon Jae khai ra tất cả, Sung Jun đã nói với hắn từ giờ hắn sẽ phải ở trong tù đến hết phần đời còn lại. Nhưng Yoon Jae lại không cho là như vậy. Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn không khó để nhìn ra, sau lưng hắn chắc chắn có người chống lưng. Vậy rốt cuộc người đứng sau hắn là ai đây? Tiếp đó Sung Jun liền đem nghi ngờ mà anh giấu trong lòng từ lâu ra hỏi hắn rằng bắt đầu lên kế hoạch giết người là từ khi nào. Xem ra Sung Jun biết đồng phạm của Yoon Jae chính là Sung Hoon, từ lúc biến mày thành tao đó, bắt đầu từ lúc đó đó. Thì ra từ lúc đó họ đã bắt đầu lên kế hoạch giết người, mặc dù ngoài mặt Yoon Jae trông có vẻ vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng hắn thì lại vô cùng bất an vì hắn đang lo lắng Sung Hoon sẽ phản bội mình, và chút biểu cảm đó của hắn sao có thể qua mắt Sung Jun được chứ. Sung Jun liền thuận thế thêm dầu vào lửa và nói với hắn rằng chỉ khi đem tất cả những tội danh đó đổ lên đầu người khác thì bản thân mới có thể thoát thân được. Nếu đồng phạm đó có danh tiếng trong xã hội và gia cảnh tốt, muốn đổ tội danh này lên người như hắn thì không phải chuyện khó khăn gì. Đến lúc đó bản thân hắn sẽ phải ở trong tù hết phần đời còn lại và mất đi tự do, còn người kia thì lại có thể sống tự do tự tại ở bên ngoài. Chỉ với một chiêu ly rắn mà Sung Jun đã nói hết lên tiếng lòng của hắn. Sau khi về đồn cảnh sát, Sung Jun bắt đầu sắp xếp lại các tình tiết của vụ án. Rốt cuộc từ lúc nào anh đã bắt đầu nghi ngờ Sung Hoon là đồng phạm chứ? Sung Jun cẩn thận xem hết lại những tình tiết gặp nạn của những người bị hại.
Đột nhiên anh nhớ đến đêm mà anh trai gặp nạn, nếu như anh trai đã phát giác ra bản thân nghi ngờ anh thì liệu anh có tự biên tự diễn không? Nếu như vậy mọi thứ dường như đều vô cùng hợp lý. Tất cả các vụ án đều có khả năng là kế hoạch của anh trai, từ lúc bắt đầu quyết định tiến hành tổ chức phiên tòa có sự tham gia của toàn quốc, đến vụ soát hẹo con gái sở trưởng, anh đều là người cung cấp thông tin cho các thành viên bồi thẩm đoàn. Tiếp nữa là phản ứng kích động khi nghe thấy Man Chun ghi lại bằng chứng cuộc nói chuyện với tên tội phạm giết người và hành động bất thường lúc đầu ngăn cản mình đi điều tra tài xế Choi. Rồi sự xuất hiện ngẫu nhiên vào ngày con gái lão Kang bị soát hẹo, bây giờ nghĩ lại hoặc là Sung Hoon ở hiện trường gây án, hoặc là đã can thiệp vào cuộc điều tra, sở dĩ anh làm như vậy không phải là để giải quyết sự việc mà là để cản trở việc điều tra. Nghĩ đến đây anh lập tức gọi cho Eun Ki hỏi cô về những con số được số 45 đánh dấu trên bức vẽ, có phải do Eun Ki chỉ anh ta làm. Sau khi có được câu trả lời phủ nhận, Sung Jun càng chắc chắn hơn suy nghĩ trong lòng mình rằng anh trai chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả các vụ án. Bên này người phụ nữ nhận được một hồ sơ bí ẩn, bà vừa mở ra xem thì lập tức sợ đến mức tái mét mặt lại. Trong bức ảnh chính là cảnh tượng chồng mình ở trong phòng Yoon Jung 20 năm trước. Thì ra ban đầu Yoon Jung không chỉ bị sở trưởng xâm phạm mà còn có chồng của mình, thẩm phán Ryu nữa. Thẩm phán lập tức nghĩ đến nhất định là tên PDB đã làm ra chuyện này, lúc đó chỉ có ông ta đến trung tâm phúc lợi để thu thập chứng cứ. Nhưng bà vợ lại khẳng định rằng không thể là PDB, vì để bịt miệng ông ta bà đã sớm sắp xếp sát thủ đi theo. PDB nhìn vào chiếc ba lô trong tay mà liền cảm thấy sợ hãi. Tiếp đó ông ta chạy đến một góc không có người rồi mở ba lô ra, bên trong toàn bộ đều là tiền. Ông ta vô cùng hài lòng với màn trình diễn bình tĩnh của mình trên bàn giao dịch vừa rồi, đột nhiên có một người áo đen đi đến phía sau ông. Tên mặc đồ đen giơ gạch lên rồi đập cho ông ta một trận, sau đó tiễn ông ta về với các cụ luôn, còn hắn ta thì xách luôn chiếc ba lô tiền đi và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Người phụ nữ nói với chồng gần đây con trai lớn của họ có chút kỳ lạ, đã vậy còn nói rằng những lời trước đó Sung Jun nói khiến bà vẫn luôn bận lòng. Sung Jun không thể nào có ký ức về việc được nhận nuôi được, trừ khi là Sung Hoon đã cố tình làm như vậy. Không ngờ được là bố mẹ Sung Jun đều có bí mật không thể nói cho người khác biết. Sau khi biết anh trai là đồng phạm, Sung Jun không lập tức hỏi anh mà gọi lại Eun Ki ra ngoài nói chuyện riêng. Anh bảo Eun Ki hãy mau chuyển ra khỏi đây vì bây giờ anh trai rất đáng nghi, đồng thời còn dặn dò Eun Ki sau này nếu gặp Sung Hoon thì nhất định phải nói cho anh biết trước. Sáng sớm hôm sau Sung Hoon vừa ra khỏi nhà trước thì Sung Jun cũng dậy và bám theo anh đến công viên. Màu sơn vàng bắt mắt trên đất đã thu hút anh, vết sơn dưới đế giày của anh trai và vết sơn vàng dưới đế giày của Yoon Jae có lẽ đều đến từ đây, hai người nhất định thường xuyên đến đây gặp nhau. Bây giờ Yoon Jae đang ở trong phòng tạm giam, vậy thì ai là người gặp Sung Hoon chứ? Chính lúc anh đang vô cùng nghi ngờ thì lại nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp. Sao vậy Seokgu? PDB bị soát hẹo rồi. Sung Jun lập tức chạy đến hiện trường. Đây chắc chắn là do Jung Soo đã làm. Yoon Jae bây giờ đang ở trong phòng tạm giam, nên người duy nhất có thể soát hẹo người của bồi thẩm đoàn không phải chỉ còn lại Jung Soo thôi sao? Lời của đồng nghiệp khiến Sung Jun lập tức nghĩ đến người gặp anh trai trong công viên không phải là Jung Soo sao? Thế là Sung Jun bắt đầu đến hỏi thăm và điều tra, đồng thời cũng phát hiện ra một chiếc camera trong nhà hàng nơi PDB tổ chức tiệc ngày hôm qua. Nhưng đây lại không phải là hành động của nhà hàng. Thông qua camera giám sát anh biết được trước khi PDB đến đây gặp mẹ mình thì anh trai đã đến phòng ăn này rồi. Vậy thì anh lắp camera ẩn đó rốt cuộc là muốn nghe thấy điều gì chứ? Mang theo nghi vấn trong lòng Sung Jun liền quay về tìm bố mẹ. Nhưng mẹ anh lại không hé răng nửa lời về vấn đề này, do đó Sung Jun lại gọi điện cho anh trai và nói muốn gặp anh. Tuy nhiên anh trai lại lấy lý do bận để không phải gặp anh, thế là Sung Jun chỉ đành vào thẳng vấn đề mà hỏi Sung Hoon. Có phải anh đã giết PDB không? Đồng thời hỏi anh lý do anh lắp camera trong nhà hàng có phải để muốn xem đám người đó có làm ra quyết định giống như 20 năm trước đây hay không? Và quả nhiên đám người này vẫn dẫm lên vết xe đổ đó, cho nên Sung Hoon mới giết PDB. Sung Jun hỏi anh tiếp theo đây, có phải là đến lượt bố mẹ và sở trưởng không? Em đoán khá hay đấy. Anh điên rồi sao? Sung Hoon dặn dò Sung Jun, lần này tuyệt đối đừng đoán sai nữa. Nói xong anh liền cúp điện thoại, Sung Jun vội vàng xông vào phòng tạm giam ngay trong đêm. Hỏi Yoon Jae mục tiêu của họ tiếp theo đây là ai? Có phải anh trai đã bị ép tham gia vào kế hoạch hay không? Nhưng Yoon Jae lại nói, người thiết kế ra kế hoạch trả thù này từ đầu đến cuối đều là Sung Hoon, thì ra theo đối tượng và cách trả thù họ định ra ban đầu thì mục tiêu đầu tiên chính là lão Baek, thứ hai là sở trưởng. Nhưng Yoon Jae lại nói điều đau đớn nhất đối với họ có lẽ là nỗi đau mất đi người thân, do đó nên khiến lão Baek mất đi con gái, sở trưởng mất đi cháu trai. Sung Hoon không đồng ý mà cho rằng tội lỗi do mình gây ra thì tự mình phải trả. Ai ngờ được là Yoon Jae lại không đồng tình mà cho rằng họ đều là kẻ chủ mưu khiến mình mất đi chị gái mà mình yêu thương nhất. Sau đó lại nói bản thân sẽ làm chuyện này chỉ cần Sung Hoon ngầm đồng ý là được. Cuối cùng Sung Hoon liền đưa ra giới hạn chót, cảnh cáo hắn không được phép động đến trẻ con. Cả 7 mục tiêu đều được Sung Hoon đưa lên bồi thẩm đoàn. Yoon Jae và Jung Soo là người xử lý Jin cũng được Sung Hoon xếp vào nhóm bồi thẩm đoàn. Bằng cách này họ lên kế hoạch đối phó với từng người một trong đó. Yoon Jae nói với Sung Jun mãi cho đến bây giờ kế hoạch trả thù vẫn đang tiếp tục.
Ban đầu những người hảo tâm của trung tâm phúc lợi hy vọng thực ra đều là những người vô cùng độc ác, họ không chỉ lạm dụng trẻ em mà còn nhốt cô bé vào trong biệt thự để họ tiếp đãi những vị khách đặc biệt. Vì bị giày vò suốt một thời gian dài nên đợi đến khi y tá đến thì Yoon Jung đã ngã ra đất và không còn thở. Sung Hoon đưa theo Yoon Jae đi đào thi thể của Yoon Jung lên ngay trong đêm và bắt đầu từ thời khắc đó, hai anh em đã quyết định báo thù, đồng thời lên kế hoạch vô cùng cẩn thận. Trước mắt Yoon Jae đã bị bắt, Sung Hoon liền hẹn bố ra, anh muốn để cho Sung Jun biết bố mình độc ác đến cỡ nào. Và trước khi đến đây, anh đã sớm gọi điện cho Sung Jun. Vì vụ án đã qua giai đoạn truy tố nên ông bố mở miệng mà không hề phòng bị, thì ra năm đó ông nhận được vụ án của trung tâm phúc lợi. Trước khi đến đó điều tra, ông phát hiện ra vợ mình có liên quan đến chuyện này, vì sự nghiệp của gia tộc, người vợ lại ra lệnh tiêu hủy toàn bộ chứng cứ để mọi người che giấu chân tướng này. Còn ông là một người chồng, ông không thể đứng trơ mắt nhìn vợ mình phải ra tòa cho nên mới chọn cách im lặng. Nhưng Sung Hoon biết nguyên nhân bố che giấu sự thật không chỉ có như vậy, bố đã được nhận sự tiếp đãi đặc biệt ở biệt thự đúng chứ, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt như vậy để che giấu tội ác của mình. Không sai, cuộc nói chuyện của hai người đã bị Sung Jun ở trong xe nghe rõ mồn một. Cho đến tận bây giờ mà ông bố vẫn không thấy mình sai, Sung Hoon chỉ muốn bố mình nhận tội nhưng ông căn bản lại không định nhận tội. Đột nhiên Sung Jun nghe thấy một tiếng súng vang lên, ông bố giận dữ mà cầm súng chĩa thẳng vào Sung Hoon mà nói anh là con sói đội lốt cừu. Đã vậy còn nói 20 năm ông đã nuôi nấng cậu như con đẻ cũng đủ để trả giá cho tội lỗi của mình rồi, nhưng đến nay dù có nói gì thì ông cũng không đi tự thú. Ông bố lại lần nữa bóp cò, Sung Jun vội vàng chạy tới ngăn lại, tuy nhiên ông bố không biết hối cải lại hét lên rằng mình phải giết chết Sung Hoon ở đây, sau đó lại ngụy tạo thành tự vấn. Sung Jun thấy vậy trực tiếp vật bố mình xuống và bắt ông vì tội cố ý giết người. Rất rõ ràng là bước này cũng đều nằm trong kế hoạch trả thù của Sung Hoon. Anh nói với Sung Jun, tất cả cảm giác bị phản bội mà anh cảm thấy lúc này cũng giống như những gì anh cảm thấy 20 năm trước đây. Sung Jun hỏi anh mình, từ đầu đến cuối đã có bao giờ anh coi mình là em trai chưa? Sau khi có được câu trả lời phủ nhận, mặt Sung Jun liền trở nên tái mét. Ngay đến cả nước mưa cũng không thể nào che đi được những giọt nước mắt của anh, thế là anh liền đấm cho anh trai gục xuống đất và phát tiết hết cơn giận trong lòng mình ra, mãi cho đến khi không còn sức nữa. Sau đó Ưng Kỳ đến sở cảnh sát, đem video ở nhà hàng giao cho Sung Jun. Lúc này Sung Jun mới biết, chính sở trưởng đã thuê người giết PDB dưới sự đồng ý ngầm của mẹ mình. Hôm sau đoạn video này đã được tung ra và lập tức gây chấn động khắp Hàn Quốc, và cũng qua hồ sơ cuộc gọi của sở trưởng, Sung Jun đã bắt được người gây án. Cuối cùng qua ghi âm cuộc gọi của người gây án, anh đã bắt sở trưởng về quy án. Hôm sau Sung Jun lại hẹn mẹ đến bên hồ, anh không thèm nghe mẹ mình chém gió nữa mà tận tay đeo còng tay vào cho mẹ. Sau chuyện đó Jung Soo đến nhà tù thăm Yoon Jae, khuyên hắn rằng tất cả đều đã kết thúc rồi và bảo anh hãy suy nghĩ cho bản thân. Nhưng Yoon Jae lại nói mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì hắn còn có chuyện cuối cùng phải làm. Sau đó hắn đến phòng tắm, lúc này lão Baek đã chờ ở đây rất lâu rồi. Giữa hai người họ còn một món nợ cần phải tính nữa. Tiếp đó lão Baek chuẩn bị giết hắn để báo thù cho con gái. Lão ném Yoon Jae vào góc tường rồi bóp chặt lấy cổ hắn và nói rằng hối hận vì ban đầu đã không giết hắn, như vậy thì con gái mình có lẽ vẫn còn tiếp tục sống. Yoon Jae nhỏ bé đối với lão Baek mà nói cũng chẳng khác số 13 lúc đầu chút nào. Lão ta dí hết nhát này đến nhát khác vào người Yoon Jae, rồi lại dùng thủ đoạn tương tự chuẩn bị rạch miệng của hắn. Yoon Jae cầm lấy bàn chải đánh răng bên cạnh, dùng chút sức lực cuối cùng đâm thẳng vào động mạch chủ của lão ta. Cuối cùng hai người đã cùng đắp chiếu tại chỗ và ân oán giữa họ cũng đã được xóa bỏ. Sau khi biết tin Yoon Jae chết, Jung Soo đã tự vấn để không phải bị trừng phạt, mà trong tay anh vẫn còn cầm bức ảnh chụp chung với Yoon Jae. Còn Sung Hoon ở trong tù thì không nhịn được mà rơi nước mắt. Những ký ức tuổi thơ giữa anh và Yoon Jae lại hiện về trong tâm trí. Anh đã từng hứa với Yoon Jung sẽ bảo vệ Yoon Jae thật tốt nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ rơi cậu. Vì quá dây dứt nên Sung Hoon đã chọn tự kết liễu đời mình, cuối cùng đã được kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện. Ưng Ki đăng vụ việc lạm dụng trẻ em ở trại trẻ mồ côi lên mạng, hy vọng thu hút được sự chú ý của mọi người. Đã vậy còn sưu tầm các bức tranh tự vẽ của trẻ em bị lạm dụng và quảng bá chúng ở ngoài trời để nhận được sự ủng hộ từ nhiều người hơn. Sau khi tỉnh lại, Sung Hoon lập tức nộp đơn xin xét xử toàn quốc. Từ ngày anh lên kế hoạch trả thù đã biết bản thân sớm muộn cũng sẽ phải ra hầu tòa. Ở trên tòa anh đã kháng cáo lên tòa án về những tội ác mà trung tâm phúc lợi đã gây ra lúc đó. Mẹ Ưng Ki cũng ra tòa làm chứng nói rằng lúc đó mình đã phát hiện ra Yoon Jung nằm trong biệt thự. Hơn nữa không chỉ có một mình Yoon Jung bị hại và lý do trước đó bản thân không dám nói ra chân tướng là vì bà cũng từng bị cưỡng bức như vậy nên bà cũng rất sợ. Khi luật sư hỏi tại sao những kẻ ác này lại được phép làm bồi thẩm đoàn thì Sung Hoon lại nói 20 năm trước ở trung tâm phúc lợi hy vọng, những người lạm dụng và hỗ trợ việc lạm dụng trẻ em đều là những người bình thường, có nhân viên công ty thực phẩm tham ô chi phí thực phẩm, có công nhân viên chức thanh tra nhà phúc lợi, có y tá chuyên chữa bệnh cho trẻ em và cũng có cảnh sát bảo vệ đất nước nhân dân. Sau khi về nhà họ đều đóng vai những người chồng, người cha tốt, vô cùng yêu quý con cái của mình nhưng lại là ác quỷ mang đến ác mộng cho trẻ em của trung tâm phúc lợi năm đó. Sau những nỗ lực khó khăn, bản kiến nghị mà anh đã nộp cuối cùng cũng không biết đã đi về đâu. Chính chuyện đó đã khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Anh muốn lựa chọn xét xử trên toàn quốc không phải chỉ là để giảm án, mà là muốn vạch trần tội ác năm đó trước mặt tất cả người dân trên cả nước.
Và cuối cùng, anh cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả gia đình các nạn nhân. Tôi thật lòng xin lỗi mọi người. Lúc này Sung Jun cũng rơi nước mắt. Anh hiểu một câu xin lỗi của Sung Hoon đã bao gồm quá nhiều. Cuối cùng, thành viên trong buổi thẩm đoàn nhất trí cho rằng Sung Hoon có tội. Bị cáo Ryu Sung Hoon bị kết án tù chung thân. Ân oán oán 20 năm trước đem lại cuối cùng cũng đã kết thúc. Vụ án giết người hàng loạt chấn động cả đất nước Hàn Quốc cuối cùng đã đi đến hồi kết. Lần cuối cùng Sung Jun đến thăm anh trai, hai người nhìn nhau không nói nên lời. Trước khi đi, Sung Jun còn không nhịn được mà gọi lên một tiếng anh. Anh hy vọng anh trai bắt đầu từ bây giờ có thể thoát ra khỏi những đau khổ của quá khứ. Lúc này Sung Hoon lúc nhỏ từ cuối hành lang từ từ đi đến, dần dần biến thành bộ dạng của Sung Hoon trưởng thành. Anh đẩy cánh cổng đã trói buộc mình suốt bao năm qua ra, rồi đi về phía cuộc sống mới.